Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 65. Đừng cho sấm sét này rơi xuống, cố giữ cho ta thời gian trăm hơi thở. Đúng lúc này đột nhiên vang lên giọng nói của Từ Thiên Dạ. Nghe được Từ Thiên Dạ nói vậy, mọi người nhất thời lấy lại tinh thần, nếu như diệt thế thần lôi rơi xuống mặt đất, như vậy toàn bộ thánh địa có lẽ sẽ hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Đến lúc đó, đại lục vỡ thành mảnh nhỏ, tất cả mọi người không còn đường sống. Liên thủ, thánh chủ của cổ thánh thành xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Cùng lúc đó, cường giả thánh địa cùng huyền giả nghịch chủng cũng đi tới xung quanh của Dương Diệp. Nhân loại rất lâu đều ích kỷ, nhưng rất lâu trước đây bọn họ có thể đoàn kết với nhau, phát ra lực lượng vô cùng. Cũng chính vì vậy, nhân tộc mới có thể sống sót ở trong vũ trụ mênh mông. Phần thiên trưởng, đại bi chỉ, liệt thương khung. Vào giờ phút này, tất cả mọi người ở đó lại thi triển ra một đòn mạnh nhất của mình. Nhưng cho dù được hơn vạn cường giả bán thánh liên thủ, diệt thế thần lôi này chỉ hơi run lên, tốc độ hạ xuống của nó còn nhanh hơn nữa. Tất cả mọi người hoảng hốt. Lúc này, Dương Đê Diệp cũng không dám che giấu nữa, hắn vung tay phải lên, hơn 1000 bán thánh trung cấp xuất hiện. Tiếp theo, tất cả mọi người ở đó lại liên thủ. Thế nhưng làm cho mọi người tuyệt vọng là liên thủ của bọn họ hoàn toàn không có tác dụng với diệt thế thần lôi này. Mời kiếm thánh. Trên bầu trời, giọng nói của thánh chủ của cổ thánh thành đột nhiên vang lên. Bốn gã các chủ ở bên cạnh thánh chủ quá khiếp sợ. Một tên các chủ trong đó nói. Thánh chủ, lúc này vẫn không phải lúc, nếu như chúng ta sử dụng bây giờ, một lát nữa làm thế nào? Thánh chủ của cổ thánh thành khoát tay áo, nói. Bây giờ không sử dụng, đợi lát nữa sợ sẽ không có cơ hội sử dụng nữa. Nghe vậy, bốn gã các chủ khẽ run rẩy. Liếc mắt nhìn nhau và gật đầu, đồng nói. Mời kiếm thánh. Âm thanh vang vọng trời cao. Ong. Bốn người vừa dứt lời, trong cổ thánh thành xa xôi đột nhiên vang lên một tiếng kiếm ngân vang, âm thanh chấn động trời đất. Tiếp theo, một đường ánh sáng trắng từ trong cổ thánh thành. Phóng lên cao, ánh sáng trắng trực tiếp xé rách không gian, xuất hiện ở trên không trung chỗ mọi người. Ánh sáng trắng tản đi. Một lão già cầm kiếm xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, bởi vì lão già này lại là lão già ở đáy biến U Minh Hải trước đây, cũng chính là người chủ nhân thứ hai của kiếm linh. Trong lòng Dương Diệp thấy nghi ngờ, trước đây không phải lão già này nói hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi trời đất rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Lúc này, kiếm linh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp, nhìn thấy lão già trên bầu trời kia, thấy hai mắt đỏ bừng. Từng kiếm quang từ trong cơ thể nàng tràn ra, muốn ra tay, Dương Diệp thấy thế thì quá khiếp sợ, vội vàng giữ tay nàng lại. Nàng nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đầy sát ý lạnh lẽo, Dương Diệp kéo chặt tay của nàng. Buông ra, âm thanh của kiếm linh rất lạnh, sát ý trong mắt càng lúc càng đậm. Dương Diệp lắc đầu, hắn không phải sợ kiếm linh giết lão già kia, mà sợ kiếm linh bị lão già kia giết chết, lúc này khí tức trên người lão già phát ra làm tim hắn đập mạnh. Hắn có thể chắc chắn, kiếm linh tuyệt đối không phải là đối thủ của lão già. Dương Diệp nói. Bất kể như thế nào, hắn đã chết rồi. Tay của kiếm linh khẽ run lên, hai mắt nàng chậm rãi nhắm lại. Những kiếm quang bên ngoài cơ thể cũng dần dần nhạt xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không chung, ánh mắt của lão già này chậm rãi nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở trên người đám huyền giả nghịch chủng kia. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn diệt thế thần lôi về phía chân trời. Ở trong mắt hắn có phần bị thương. Đại lục cuối cùng cũng có một kiếp, chẳng qua ta không nghĩ tới kiếp này không phải là huyền giả nghịch chủng, mà là thiên đạo của thiên ngoại thiên. Vẫn mong tiền bối ra tay. Thánh chủ của cổ thánh thành hơi thi lễ với lão già, giọng nói có chút tôn kính. Sự tồn tại của ta vốn chính là muốn ra chút lực lượng cuối cùng vì đại lục. Theo lão già vừa dứt lời. Trên người đột nhiên phát ra kiếm quang chói mắt, một tiếng kiếm ngân vang lên, lão già hóa thành một đường kiếm quang bắn thẳng về phía chân trời. Ở trong ánh mắt mọi người, kiếm quang kia va chạm vào diệt thế thần lôi. Phía chân trời đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn vang trời, kiếm thánh kia cùng thần lôi màu tím sậm trực tiếp vỡ ra, tiếp theo, rất nhiều sóng khí tầng tầng lớp lớp khuếch tán ra, không gian phía chân trời giống như cuộn sóng chập trùng, trông vô cùng kinh người. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vô số người phía dưới lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Mà vào lúc này, trong sóng khí này đột nhiên bắn ra rất nhiều thần lôi màu tím sậm rất nhỏ, những thần lôi này giống như mưa trút xuống với tốc độ rất nhanh, cũng rất dày đặc, sắc mặt tất cả mọi người ở đó biến đổi. Cẩn thận, không nên để nó đánh chúng. Trong giọng nói thánh chủ của cổ thánh thành có vẻ lo lắng cùng sợ hãi. Nhưng vẫn quá muộn, một vài cường giả bán thánh không kịp né tránh, bị lôi điện màu tím đánh trúng, thần hồn trực tiếp bị diệt, thậm chí không kịp kêu lên một tiếng. Ngay cả cường giả bán thánh cũng vậy, những huyền giả dưới bán thánh càng không chịu nổi. Lấy thực lực của Dương Diệp hiện nay, thị lực của hắn có thể nhìn thấy cảnh tượng ngoài vạn dặm, mà lúc này, trong tầm mắt của hắn đều là người chết, vô số thi thể đang rơi. Những người này đều bị lôi kiếp phát ra áp lực giết chết, bị lôi kiếp trực tiếp đánh trúng, thần hồn đều bị diệt. Địa ngục, lúc này đại lục huyền giả này cùng thánh địa chính là một địa ngục, mỗi giây mỗi phút đều có rất nhiều người đang chết đi. Sau khi diệt thế thần lôi bị kiếm thánh kia phá hủy, vòng xoáy lôi điện phía chân trời đột nhiên ngừng lại, khôi phục lại sự yên tĩnh, nhưng cảm giác bị đè ép càng thêm mãnh liệt, dường như bầu trời thật sự sắp sập vậy. Tất cả mọi người biết. Đây là sự yên tĩnh trước cơn bão. Ánh mắt, mọi người đều nhìn về Từ Thiên Dạ, lúc này đại đao màu đỏ trong tay Từ Thiên Dạ đã lớn tới hơn vạn trường, trong đó tỏa ra mùi. Máu tanh nồng đậm làm cho cả thánh địa đều có thể ngửi thấy được. Bởi vì toàn thế giới đang không ngừng có người chết, rất nhiều oán khí cùng sát khí còn có huyết khí đều tập trung đến trong thanh đại đao màu đỏ này, khiến nó càng thêm kỳ lạ, khủng khiếp. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào nó. Bởi vì nó có thể là hy vọng cuối cùng của tất cả mọi người, nếu như một đao này không giết được thiên đạo của thiên ngoại thiên, như vậy tất cả mọi người chắc chắn sẽ chết. Tất cả mọi người đang đợi. Đúng lúc này, vòng xoáy lôi điện ở phía chân trời kia đột nhiên xoay tròn, từng uy áp khủng khiếp truyền ra, làm cho toàn bộ trời đất đều run rẩy. Ở sâu bên trong vòng xoáy lôi điện này, mọi người mơ hồ nhìn thấy có thứ gì đó đang chuyển động, hình như đang nổi lên thứ gì đó còn khủng khiếp hơn lôi kiếp. Phía dưới, rất nhiều nham thạch nóng chảy phun ra, làm cho mặt đất đều trở thành thế giới của dung nham nóng chảy, hơi nóng quá cao làm cho một ít huyền giả cảnh giới thấp may mắn còn tồn tại đã trực tiếp nổ tung mà chết. Bóng ma của thần chết bao phủ mọi người, làm cho trong lòng vô số người thấy tuyệt vọng. Ngay cả chết hắn cũng chưa từng quên phải bảo vệ thế giới này. Đúng lúc này, Kiếm Linh đột nhiên nói chuyện. Buồn cười là cho dù hắn cố gắng thế nào, thế giới này cuối cùng vẫn phải chôn vùi. Dương Diệp nói. Vẫn đang tức giận sao? Không có ý nghĩa gì nữa. Lần này, hắn đã thật sự biến mất, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Kiếm Linh khẽ nói. Nếu như làm lại, trước đây ngươi còn có thể nhận HD án làm chủ không? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Dương Diệp vốn cho rằng Kiếm Linh sẽ lập tức phủ định, nhưng khiến hắn bất ngờ là Kiếm Linh không nói gì, im lặng. Dương Diệp C đã hiểu rõ. Sở dĩ Kiếm Linh hận lão già kia như vậy, là bởi vì nàng rất để ý, nếu không dĩ nhiên sẽ không có hận. Đối với Kiếm Linh, hắn rất cảm kích, bởi vì trên con đường đi tới, Kiếm Linh giúp đỡ hắn rất nhiều. Hắn chưa từng nghĩ phải chiếm Kiếm Linh cho mình, nói đơn giản một chút chính là nếu Kiếm Linh bằng lòng ở lại bên cạnh hắn sẽ rất cao hứng, nếu như nàng không muốn, hắn cũng sẽ không quá thất vọng hay thương tâm. Bởi vì mặc dù Kiếm Linh là một thanh kiếm, nhưng nàng gần như không có gì khác con người, nàng phải có quyền được lựa chọn con đường cho tương lai của nàng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhìn vòng xoáy lôi điện che kín phía chân trời, nói. Thi! Trảm thiên bạt kiến! Sao? Khóe mắt Kiếm Linh khẽ giật, nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi muốn làm gì? Dương Diệp nói. Kiếm Linh, nếu như có thể sống sót ra ngoài, nàng sẽ làm gì gì? Kiếm Linh hơi ngẩn người ra, trầm ngâm một lát nàng nói. Xem thế giới thiên ngoại thiên, sau đó du lịch tinh vực. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi thì sao? Ta đi tìm An Nam Tĩnh cùng Vũ Tịch còn có thực dược. Dương Diệp nói. Nhưng những điều đó hình như có chút khó khăn. Kiếm Linh khẽ gật đầu, nhìn về phía Từ Thiên Dạ trong không trung, nói. Ngươi cảm thấy hắn có thể thành công không? Một đòn này của hắn rất mạnh. Kiếm Linh nói. Nhưng tàn sát thánh. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Hy vọng hắn có thể thành công, nếu không. Một đao. Đúng lúc này, không trung vang lên giọng nói của Từ Thiên Dạ. Mọi người nhìn lại,
chỉ thấy thanh đao máu khổng lồ trong tay Từ Thiên Dạ đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Chẳng bao lâu, thanh đao khổng lồ kia đã trở lại kích cỡ ban đầu, chẳng qua nó có màu đỏ như máu, giống như được làm bằng máu tươi vậy. Diệt ngươi! Theo giọng nói của Từ Thiên Dạ, huyết đao trong tay hắn cắt qua không trung, bắn về phía chân trời, huyết đao đi qua nơi nào, chân trời lập tức bị nhuộm đỏ, dường như bị máu tươi tẩy qua vậy, kỳ lạ, khủng khiếp đến cực điểm. Ở trong ánh mắt mọi người, huyết đao cùng vòng xoáy lôi điện va chạm vào nhau. Yên lặng! Một tiếng động lớn vang lên, vòng xoáy lôi điện ở phía chân trời kia bị vỡ ra một lỗ thủng rất lớn, ánh sáng từ lỗ thủng lớn kia chút xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều người ở đó mừng như điên. Rất nhanh, lỗ thủng kia càng lúc càng lớn, toàn bộ vòng xoáy lôi điện nhanh chóng biến mất, vô số người mừng đến chảy nước mắt. Mà vào lúc này, tất cả mọi người còn sống đều nhìn phía chân trời với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Vòng xoáy lôi điện này hoàn toàn tiêu tan, một con mắt to mấy trăm trượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên nhãn! Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Tần Bất Phàm tự nhiên trắng bệch. Không chỉ có Tần Bất Phàm, Dương Diệp kinh hãi phát hiện ra ngay cả sắc mặt Lục Ngôn, Thần Mô cùng với lão già mắt mù cũng trắng bệch. Cái gì gọi là thiên nhãn? Vẻ mặt Dương Diệp nghiêm trọng, trực giác nói cho hắn biết chuyện càng lúc càng nghiêm trọng. Tần Bất Phàm lắc đầu, trong mắt xuất hiện vẻ tuyệt vọng, nói. Thiên nhãn còn được gọi là mắt của thiên đạo, nó là tồn tại trong truyền thuyết. Ta đi qua rất nhiều thế giới, chưa từng gặp mắt của thiên đạo xuất hiện qua, đáng chết. Không nghĩ tới lần này tự nhiên xuất hiện, thật đúng là vận chó. Nó rất mạnh sao? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Sao có thể chỉ mạnh chứ? Tần Bất Phàm cười gượng nói. Lúc trước Diệt Thế Thần Lôi đủ mạnh mẽ chứ? Nhưng so với thiên nhãn thì chỉ là một đống cặn bã. Đừng nói thiên nhãn hủy diệt thế giới này của chúng ta, cho dù hủy diệt một tinh vực cũng được. Ta thật sự không hiểu nổi, sao thiên đạo của thiên ngoại thiên này lôi ra cả thiên nhãn được vậy? Chuyện này có chút kỳ lạ. Lúc này, Lục Ngôn đột nhiên trầm giọng nói. Theo đạo lý mà nói, cho dù chúng ta tiêu diệt toàn bộ người đại lục huyền giả, cũng không có khả năng làm cho thiên đạo của thiên ngoại thiên này hiện ra thiên nhãn. Thiên đạo hiện ra thiên nhãn, vậy chỉ có một tình huống, đó chính là nó cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Nghe được Lục Ngôn nói vậy, đám người Tần Bất Phàm cùng Thần Mô đều nhìn về phía Nhân Nhân. Không chỉ có Tần Bất Phàm cùng Thần Mô, ngay cả thánh chủ của cổ thánh thành cùng Từ Thiên Dạ trên bầu trời cũng nhìn về phía Nhân Nhân. Nhân Nhân liếc mắt nhìn mấy người, sau đó trở lại bên cạnh Dương Diệp, bàn tay nhỏ bé nắm tay của Dương Diệp, hình như chỉ có cầm tay của Dương Diệp, nàng mới có thể cảm giác an toàn. Dương Diệp nhìn Nhân Nhân mỉm cười, sau đó nhìn về phía mọi người, nói. Các vị, bất kể có phải là Nhân Nhân uy hiếp được thiên đạo của thiên ngoại thiên kia hay không, ta cảm thấy nó đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Không phải sao? Có lẽ nàng chết, con mắt của thiên đạo sẽ biến mất. Một thánh địa cường giả bán thánh bỗng nhiên nói. Con mẹ nó, ngươi ra tay thử xem. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Diệp chợt nhìn về phía tên kia bán thánh, vẻ hung ác hiện lên trên gương mặt của hắn. Tên cường giả bán thánh kia nheo mắt, vẻ mặt có chút khó coi, nói. Dương Diệp. Chết một mình nàng có lẽ có thể bảo vệ tất cả đám người chúng ta, ngươi bảo vệ nàng, chính là muốn đối địch với tất cả đám người chúng ta, với chút thực lực của ngươi, chúng ta nếu muốn tiêu diệt ngươi cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi. Vậy đi thử một chút. Dương Diệp bỗng nhiên quát. Tiểu Anh. Theo Dương Diệp vừa dứt lời, Tiểu Anh cùng rất nhiều hỏa linh bán thánh sau lưng nàng đều xuất hiện ở phía sau của Dương Diệp, cộng thêm hơn 1.000 con rối bán thánh trung cấp. Lúc này Dương Diệp đã có 4-5.000 bán thánh. Trong đó, hơn 1.000 bán thánh trung cấp có thực lực chỉnh thể yếu hơn huyền giả nghịch chủng cùng thánh địa, nhưng lại có thể chống lại thánh địa còn có huyền giả nghịch chủng. Bầu không khí trở nên khẩn trương. Đúng lúc này, thánh chủ của cổ thánh thành đột nhiên nói. Lúc này nếu như chúng ta tự giết lẫn nhau, thì chắc chắn sẽ phải chết. Mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể còn có một cơ hội sống. Nghe được thánh chủ của cổ thánh thành nói vậy, sắc mặt Dương Diệp mới hòa hoãn, nói. Các vị, các ngươi cũng nhìn thấy, thiên đạo này không đơn thuần là muốn tiêu diệt một người trong chúng ta, nó muốn hủy diệt toàn bộ đại lục huyền giả. Đúng lúc này, con mắt rất lớn kia đột nhiên mở ra, tất cả mọi người ở đó đều run lên, một cảm giác sợ hãi từ sâu bên trong linh hồn tràn ngập ra.
con kiến hôi, mình là con kiến hôi. Vào giờ phút này, trong đầu mọi người đều xuất hiện ý nghĩ như vậy, đừng nói phản kháng, thậm chí không dám nhìn vào con mắt này nữa. Mời Đao Quân, mời Cổ Thánh Chủ, mời bốn đại nguyên lão. Lúc này, giọng nói của Thánh Chủ của Cổ Thánh Thành vang vọng. Thánh Chủ của Cổ Thánh Thành vừa dứt lời, trong Cổ Thánh Thành cách đó vạn dặm đột nhiên phóng lên 6 đường ánh sáng trắng, 6 đường ánh sáng trắng hơi lóe lên, sau đó trực tiếp xuất hiện ở trên không trung của mọi người. Ánh sáng trắng tản đi, 6 lão già xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là con át chủ bài chân chính của Thánh Địa. Bên cạnh Dương Diệp, Tần Bất Phàm trầm giọng nói. Mời Thánh tới gặp, những người này đều đã từng là cường giả tuyệt đỉnh trong thiên địa này, lúc bọn họ sắp chết, lợi dụng bí pháp dung nhập một đòn mạnh nhất của mình trong một tia phân hồn, sau đó giữ lại. Bọn họ tương đương với cường giả cảnh giới thánh giả duy nhất. Vậy con át chủ bài của huyền giả nghịch chủng các ngươi đâu? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Hắn biết, thánh địa này nắm con át chủ bài. Huyền giả nghịch chủng bên này chắc chắn cũng có nắm con át chủ bài, nếu không, thánh địa bên này đã trực tiếp triệu hồi ra những cường giả cảnh giới thánh giả, huyền giả nghịch chủng không phải sẽ hoàn toàn bị đánh bại sao? Đợi lát nữa ngươi có thể được nhìn thấy. Tần Bất Phàm nói. Trong không trung, 6 lão giả đứng giữa bầu trời, một lão giả áo bào trắng liếc nhìn xung quanh, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khi thấy thiên nhãn, con ngươi của hắn hơi co lại, nói. Thiên nhãn. Sao có thể như vậy được? Mấy lão già bên cạnh cũng lộ vẻ khiếp sợ, rõ ràng, bọn họ cũng không nghĩ tới mình sẽ gặp được thiên nhãn trong truyền thuyết. Đúng lúc này, trong thiên nhãn đột nhiên bắn ra một đạo thần lôi màu tím, tốc độ của thần lôi rất nhanh, lập tức đi tới đỉnh đầu của lão già áo bào trắng. Trong mắt hắn có vẻ nghiêm trọng, bấm tay bắn ra một điểm trắng, cuối cùng va chạm vào thần lôi màu tím kia. Phía chân trời vang lên tiếng nổ lớn kinh thiên, thiên địa chấn động. Trong mắt của mọi người, thần lôi màu tím kia trực tiếp đánh nát điểm trắng kia, sau đó lấy tốc độ rất nhanh lao về phía lão già áo bào trắng. Cũng may mấy lão già bên cạnh hình như sớm có sự chuẩn bị. Vào giây phút điểm trắng tiêu tan, một đao khí cùng 4 trưởng ấn với năng lượng rất lớn cắt qua không trung, va chạm vào thần lôi màu tím kia. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ lớn vang vọng chân trời. Rất nhiều năng lượng bắn ra và vỡ thành mảnh nhỏ, từng hố đen không gian tối tăm tràn ngập trên không trung, vô cùng kinh người. Hồi lâu, phía chân trời khôi phục lại bình thường, năng lượng màu tím kia tiêu tan, nhưng, cơ thể đám người lão giả áo bào trắng đã bắt đầu trong suốt, như có như không, dường như sẽ lập tức biến mất. Đám người lão giả áo bào trắng liếc mắt nhìn xung quanh, trong mắt có vẻ lưu luyến. Đại lục này là nhà của bọn họ. Bọn họ đã từng trả giá rất nhiều để bảo vệ đại lục này. Thiên đạo bất nhân, diệt. Theo giọng nói của lão già áo bào trắng vừa dứt, 6 người lão già áo bào trắng hóa thành 6 đường ánh sáng trắng lao lên trời, đánh vào trên thiên nhãn kia. Nhưng thiên nhãn chỉ khẽ run lên. Một đòn tự nổ của 6 chí cường giả trước kia của đại lục huyền giả lại chỉ làm cho nó khẽ run lên. Giờ phút này, đầu óc của mọi người trống rỗng. Thần tượng ở đâu? Đúng lúc này. Phía chân trời vang lên giọng nói của Từ Thiên Giả. Theo Từ Thiên Giả vừa dứt lời, 9 nam tử xuất hiện ở phía sau Từ Thiên Giả. Dung. Từ Thiên Giả vừa dứt lời, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, 9 nam tử tự nhiên trực tiếp tiến vào trong cơ thể của Từ Thiên Giả. Trong phút chốc, cơ thể của Từ Thiên Giả lớn hơn gấp mấy lần, cùng lúc đó, khí tức trên người hắn cũng tăng lên gấp mấy lần, khí tức kia căn bản không phải là cường giả bán thánh nên có. Lúc này, Dương Diệp rốt cuộc hiểu rõ vì sao trước đây Lục Ngôn nói, nếu như những huyền giả nghịch chủng đồng ý chấp nhận trả giá một chút, cũng có thể đối đầu với cường giả cảnh giới thánh giả. Chém. Mặc dù là Từ Thiên Giả nói, nhưng lại vang lên 9 tiếng nói khác nhau. Vừa dứt lời, trong tay Từ Thiên Giả tự nhiên có thêm một thanh đoản đao, đao chém từ trên xuống dưới. Vù. 9 đường đao khí chồng lên nhau và bắn ra, giống như một đường lưu tinh màu trắng lướt qua phía chân trời. Cuối cùng bắn nhanh về phía thiên nhãn kia. Lại chém. Giọng nói của Từ Thiên Giả vang lên lần nữa, tiếp theo là 9 đường đao khí chồng chất bắn ra. Lại chém. Giọng nói của Từ Thiên Giả không ngừng vang lên trong không trung, rất nhiều đao khí không ngừng cắt qua không trung, đánh vào trên thiên nhãn, từng tiếng nổ lớn vang vọng trời cao. Mọi người nhìn chằm chằm vào thiên nhãn phía chân trời này, ở dưới sự công kích liều mạng và điên cuồng của Từ Thiên Giả.
khí tức của thiên nhãn dần dần giảm xuống. Không biết qua bao lâu, loảng xoảng, phía chân trời truyền đến một tiếng vỡ vụn, mọi người nhất thời kinh sợ, nhìn về phía Từ Thiên Dạ. Bởi vì thanh đao trong tay Từ Thiên Dạ đã vỡ vụn ra, cùng lúc đó, từng bóng người bay ra khỏi cơ thể hắn, rơi xuống. Mọi người thấy rõ, gương mặt chín người kia gì nua, giống như từng trải qua mấy trăm năm vậy. Bọn họ thiêu đốt thọ nguyên còn lại để nâng cao thực lực, sau đó lại dùng bí thuật chiết cây đến trên thân đao đế, làm cho đao đế nắm giữ năng lực tàn sát thánh trong thời gian ngắn. Cái giá phải trả chính là tính mạng của chín cường giả bán thánh cao cấp. Bên cạnh Dương Diệp, Tần Bất Phàm trầm giọng nói. Đương nhiên, lúc này không ai để ý xem chín người này sống hay chết, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía thiên nhãn. Khi đao khí tản đi, sắc mặt mọi người lập tức trắng bệch. Thiên nhãn mở to và nhìn xuống mọi người, giống như con voi đang nhìn lũ con kiến vậy. Đương nhiên, mọi người cũng cảm giác được khí tức thiên nhãn này đã yếu đi rất nhiều, nhưng vậy thì sao? Đúng lúc này, trong thiên nhãn đột nhiên có một đạo cột sấm sét màu tím sậm, vừa ra ngoài nó đã khẽ run lên, hóa thành hai cột sấm sét, tiếp theo lại hóa thành bốn cột sấm sét. Không đến ba hơi thở, toàn bộ phía chân trời đều là cột sấm sét màu tím. Cứu mạng! Vẻ mặt Tần Bất Phàm trắng bệch, trong mắt xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Không chỉ có Tần Bất Phàm, tất cả mọi người ở đó đều vậy, bao gồm cả thánh chủ của cổ thánh thành cùng Từ Thiên Dạ. Ngươi còn không ra tay sao? Lúc này, Tiểu Anh đột nhiên giận dữ hét với Dương Diệp. Nghe được âm thanh này, ánh mắt tất cả mọi người ở đó đều nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn biết nếu còn giữ lại nữa thì sẽ thật sự tiêu đời. Phải thật sự liều mạng thôi. Trong ánh mắt mọi người, cơ thể Dương Diệp thoáng di chuyển tới trên không trung. Nhiên ý! Phía chân trời vang lên tiếng gầm thét giận dữ của Dương Diệp. Kiếm ý của Dương Diệp đột nhiên từ thiên cấp tầng 3 rơi xuống đến thiên cấp tầng 2. Nhiên ý! Giọng nói của Dương Diệp vang lên lần nữa. Kiếm ý rơi xuống tới thiên cấp tầng 1. Nhiên ý! Kiếm ý rơi xuống tới địa cấp. Nhiên ý! Nhiên ý! Đốt! 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 Trong thời gian ba hơi thở, kiếm ý của Dương Diệp rơi xuống tới kiếm ý tầng 1. Khi kiếm ý rơi xuống tới kiếm ý tầng 1, một khí tức khủng khiếp phát ra từ trong cơ thể Dương Diệp. Bán thánh! Sau khi thiêu đốt 10 kiếm ý tầng 3, Dương Diệp trực tiếp đột phá cảnh giới hoàng giả cửu phẩm, đạt tới cấp bán thánh. Giờ phút này, tất cả mọi người đều ngây người. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bên cạnh Dương Diệp, Kiếm Linh trầm giọng nói. Dương Diệp nhìn về phía vô số thần lôi màu tím sậm ở chân trời, nói. Chí ít tốt hơn là chết. Nói xong, cơ thể hắn thoáng di chuyển, chợt hiện lao qua trên không trung, chân phải chợt đạp một cái, một lực lượng thần bí lập tức xuất hiện. Kiếm vực. Sau khi đạt được bán thánh, Dương Diệp thi triển ra kiếm vực trực tiếp bao phủ trong phạm vi mấy vạn dặm. Khi những thần lôi màu tím sậm bước vào kiếm vực của Dương Diệp, tốc độ lập tức chậm lại. Đây là Dương Diệp đang dùng kiếm vực áp chế những thần lôi màu tím sậm, đương nhiên hắn cũng trả một cái giá cực đắt, đó chính là tuổi thọ của hắn lúc này đang dần biến mất. Nếu như không phải hắn đạt được bán thánh, thực lực mạnh hơn trước không biết gấp bao nhiêu lần, hắn căn bản không có cách nào đỡ được những thần lôi màu tím sậm kia. Vô dụng, người không phá được thiên nhãn này đâu. Thánh chủ của cổ thánh thành lắc đầu nói. Dương Diệp đột phá đến bán thánh thực sự làm bọn họ kinh ngạc, nhưng không có người có thể cho rằng hắn sẽ phá hỏng được thiên nhãn này. Phải biết rằng, thực lực của mấy lão già lúc trước và bản thân Từ Thiên Dạ đã có thể chém giết cảnh giới thánh nhân, Dương Diệp có mạnh mẽ cũng chẳng qua là bán thánh mà thôi. Dương Diệp vẫn hiểu rất rõ điểm ấy, thực lực của hắn bây giờ không yếu hơn cường giả bán thánh cao cấp. Thậm chí còn mạnh hơn so với cao cấp bán thánh, nhưng nếu muốn phá hỏng thiên nhãn này, vậy còn xa mới đủ. Ánh mắt Dương Diệp lướt qua đám người phía dưới, nói. Ta tối đa chỉ chống đỡ được một khắc, sau một khắc, ta sẽ không có cách nào ngăn cản những thần lôi này rơi xuống. Trong lúc đó, nếu như các ngươi không giết được thiên nhãn này thì thần hồn của tất cả đám người chúng ta đều sẽ bị diệt. Chúng ta không phá được. Từ Thiên Dạ nói. Trừ khi đạt được thánh giả, có lẽ có thể thử một lần. Vậy ta lại cho các ngươi thành thánh. Tiếng gầm thét giận dữ của Dương Diệp vang vọng phía chân trời. Trong lúc mọi người ở đây sửng sốt không hiểu,
từ trong cơ thể Dương Diệp có từng khí lưu màu tím đột nhiên phát ra, cuối cùng những khí lưu này giống như mưa bụi trút xuống. Dương Diệp thiêu đốt kiếm ý đạt được bán thánh, mục đích chủ yếu nhất chính là để thu được hồng mông tử khí, giống như mong muốn của hắn, khi hắn trở thành bán thánh, hồng mông tử khí trong cơ thể hắn cuồn cuộn không ngừng xuất hiện, tràn ngập toàn bộ thế giới tầng 1 của hồng mông tháp. Nhìn thấy những hồng mông tử khí, tất cả mọi người ở đó hóa đá, rất nhanh, cơ thể tất cả mọi người run rẩy, thánh chủ của cổ thánh thành và từ thiên giả cũng vậy. Đây là tử khí bản nguyên, thế nào, sao có thể như vậy được? Giọng nói của thánh chủ của cổ thánh thành đang run rẩy. Là tử khí bản nguyên, là tử khí bản nguyên. Tất cả cường giả bán thánh đều trở nên điên cuồng, rất nhiều người kích động kêu khóc, giờ phút này, trên người bọn họ hoàn toàn không có phong thái của cường giả bán thánh. Ở mảnh thế giới này không có tử khí bản nguyên, có ý nghĩa cả đời bọn họ chỉ có thể đạt được bán thánh, cũng ý nghĩa và à cuối cùng bọn họ sẽ hóa thành một đống bụi bặm. Bây giờ, bọn họ nhìn thấy tử khí bản nguyên có thể làm cho bọn họ đột phá rào cản của bản thân, bọn họ làm sao không hưng phấn, làm sao không kích động được. Đây là bí mật của hắn sao? Phía xa, Mạc Lão khẽ nói. Lục Ngôn nói. Ta hiểu rồi, ôi, bây giờ để lộ ra, cũng không biết là phúc hay là họa. Ở trong mắt Lục Ngôn đầy lo lâu. Nhanh lên, ta không chống đỡ được bao lâu đâu. Phía chân trời vang vọng giọng nói lo lắng của Dương Diệp. Nghe vậy, mọi người lấy lại tinh thần, phải biết rằng, nếu để cho những thân lôi kia rơi xuống, cho dù bọn họ thành thánh cũng sẽ tan thành mây khói. Việc cấp bách bây giờ là phải thành thánh, sau đó tiêu diệt mắt của thiên đạo này, cũng chỉ có như vậy thì mọi người mới có đường sống. Tất cả mọi người điên cuồng hấp thu những hồng mông tử khí, rất nhanh ở đây đã xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị. Một khí tức khủng khiếp chấn động thiên địa đột nhiên xuất hiện. Từ thiên giả thành thánh. Thánh chủ của cổ thánh thành thành thánh. Từng cường giả cảnh giới thánh giả xuất hiện sân. Đối với rất nhiều người cường giả bán thánh, tu vi của bọn họ đã vô cùng vững chắc, bởi vì không có cách nào trở thành cảnh giới thánh giả, bởi vậy hơn vạn năm qua, bọn họ vẫn luôn không ngừng rèn luyện thực lực bản thân, điều này làm cho cảnh giới của bọn họ đã đạt tới cực hạn của thế giới này. Mà bọn họ thiếu, thật ra chính là tử khí bản nguyên. Mà bây giờ, bọn họ có tử khí bản nguyên nên bọn họ thành thánh là chuyện nước chảy thành sông. Không đến 100 hơi thở, ở đó đã xuất hiện mấy trăm cường giả cảnh giới thánh giả. Mà lúc này, những thần lôi màu tím sậm phía chân trời chỉ cách mọi người không đến nghìn trượng. Thời gian quá gấp, những cường giả thành thánh đều bắt đầu điên cuồng tấn công thiên nhãn này, từng âm thanh như tiếng sấm nổ vang vọng. Mấy trăm cường giả cảnh giới thánh giả đồng thời ra tay, uy lực kinh người tới mức nào. Lúc này, hồng mông tử khí đột nhiên biến mất. Một ít cường giả bán thánh còn chưa thành thánh lập tức giận tím mặt, bọn họ căm tức nhìn Dương Diệp, nói. Tử khí bản nguyên, Dương Diệp, giao tử khí bản nguyên đi ra. Dáng vẻ điên cuồng này của bọn họ, dường như Dương Diệp nói nửa trừ không, bọn họ sẽ xông tới bao vây. Không có. Dương Diệp lắc đầu, hắn không nói sai, đúng là không có. Trước đó hắn đã trút hết tất cả hồng mông tử khí ra ngoài, ở dưới tình huống đó. Giữ lại hồng mông tử khí căn bản không có tác dụng gì. Bởi vì nếu như những cường giả cảnh giới thánh giả làm giết chết được mắt của thiên đạo, tất cả mọi người sẽ phải chết. Sao có thể không có, sao có thể như vậy được, có phải người tự ý giữ lại hay không? Có cường giả bán thánh phát điên, giận dữ hét lên với Dương Diệp. Những cường giả chưa thành thánh còn lại cũng căm tức nhìn Dương Diệp, hình như chuẩn bị xông lên. Nghe vậy, Dương Diệp tức giận nhìn đám người kia. Và gần giọng nói. Các ngươi phải hiểu rõ, lão tử không nợ các ngươi, tử khí bản nguyên này là của ta cho các ngươi là xuất phát từ đạo nghĩa, không cho cũng là bổn phận. Các ngươi còn dám la hét nữa, thiên đạo không diệt được các ngươi, ta tới diệt. Đám cường giả bán thánh biến sắc, lúc này, bọn họ mới tỉnh táo lại. Người trước mắt này không phải là một người hiền lành, nhưng thành thánh quá hấp dẫn, bọn họ không có cách nào chống lại được. Ở trước mặt thành thánh, bọn họ bằng lòng mạo hiểm, chuyện gì đều sẵn sàng làm. Mấy người trong đó liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên sự hung ác. Trong lúc một số người không cam lòng phải buông tha thành thánh, một người trong đó đột nhiên gần giọng nói. Các vị, trên người của Dương Diệp chắc chắn còn có tử khí bản nguyên, chúng ta chỉ cần bắt lấy hắn, nhận được tử khí bản nguyên trên người hắn, chúng ta có thể thành thánh,
ở trước mắt thành thánh, mọi người theo ta xông lên. Nói xong, mấy người phóng lên cao, lao về phía Dương Diệp. Đám người sau lưng bọn họ lúc đầu còn do dự, nhưng nghe tới ở trước mặt thành thánh, một nhiệt huyết xông lên đầu bọn họ, giờ phút này, bọn họ không e ngại gì nữa, cơ thể thoáng di chuyển, tất cả đều xông về phía Dương Diệp. Lần này, khoảng hơn 1.000 tên bán thánh lao về phía Dương Diệp. Đâm đầu vào chỗ chết. Một tiếng hừ lạnh vang lên trong không trung, tiếp theo, một bàn tay quét ngang phía chân trời, hơn 1.000 tên bán thánh trực tiếp bị bàn tay thần hồn tiêu diệt. Lục Ngôn cùng Mạc Lão xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, Lục Ngôn lạnh lùng nói. Năng lực của mình kém, không thể thánh giả còn dám trách người khác, thật đúng là chán sống rồi. Lục tiền bối, Mạc Lão, các ngươi thành thánh rồi sao? Dương Diệp hỏi, nếu như có tử khí bản nguyên còn không thành thánh, đây chẳng phải là sống uổng sao? Lục Ngôn nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này, rất nhiều cường giả cảnh giới thánh giả đang điên cuồng công kích thiên nhãn, toàn bộ phía chân trời đều bị vô số công kích năng lượng che khuất, căn bản không nhìn thấy rõ tình hình bên trong. Lần này có thể tiêu diệt được mắt của thiên đạo không? Dương Diệp hỏi. Lục Ngôn trầm ngâm một lát, sau đó nói. Khó lắm, rất khó. Trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình, mà lúc này, thánh chủ của cổ thánh thành đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhìn những thần lôi màu tím sậm cách bọn họ chưa đến mấy trăm trượng, trong mắt thánh chủ của cổ thánh thành lóe lên vẻ mê mang. Một lát sau, hắn nói. Không phá được, cường giả cảnh giới thánh giả không thể chống lại nó. Lúc này, những tất cả cường giả cảnh giới thánh giả phía chân trời đều lùi đến bên cạnh Dương Diệp. Rất nhanh, những năng lượng công kích ở phía chân trời tiêu tan, Dương Diệp nhìn lại, chỉ thấy mắt của thiên đạo vẫn tồn tại, chẳng qua nó xuất hiện vài vết nứt. Nhưng rất nhỏ. Huyền giả nghịch trùng từ thiên dạ trầm giọng nói. Mọi người chúng ta liên thủ có thể tạo thành một chút tổn thương cho nó, nhưng điều này cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì chúng ta không có thời gian. Các ngươi có thể phá nát hư không, thoát khỏi thế giới này không? Dương Diệp hỏi. Thánh chủ của cổ thánh thành lắc đầu, nói. Vô dụng thôi, mảnh thế giới này đã bị lực lượng mắt của thiên đạo bao phủ, muốn đi ra ngoài thì chỉ có thể tiêu diệt nó thôi. Bây giờ, chúng ta phải chờ chết sao? Dương Diệp trầm giọng nói. Trên thế giới này có chuyện còn đáng sợ hơn chết. Tần Bất Phàm đột nhiên nói. Ở thế giới này của chúng ta, có luân hồi có đạo, dưới tình huống người bình thường chết đi có thể vào luân hồi. Nhưng nếu như chúng ta bị những thần lôi màu tím sậm tiêu diệt, thần hồn của chúng ta sẽ thật sự bị tiêu diệt. Ta đã không có biện pháp nào nữa. Dương Diệp nói. Ta đã để lộ tất cả bí mật của mình rồi, các ngươi đừng hy vọng vào ta. Mà lúc này, những thần lôi màu tím sậm cách mọi người chưa đầy trăm trượng, cho dù bị kiếm vực áp chế, nhưng mọi người vẫn cảm giác được uy áp khủng khiếp, ở dưới uy áp này, trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ tuyệt vọng. Yên lặng hồi lâu, nếu có kiếp sau, thề diệt trời xanh, đốt hồn. Giọng nói của Từ Thiên Dạ đột nhiên vang vọng. Mọi người quá khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên thân Từ Thiên Dạ tự nhiên bốc lên ngọn lửa mạnh hừng hực, khí tức bản thân Từ Thiên Dạ lại tăng vọt. Đốt hồn. Tất cả mọi người quá khiếp sợ. Đốt hồn chính là lấy thiêu đốt linh hồn để nâng cao thực lực, đương nhiên sẽ phải trả cái giá đắt, chính là chết. Tất cả mọi người không ngờ, Từ Thiên Dạ tự nhiên lại kiên quyết như vậy. Rất nhanh, Từ Thiên Dạ đã biến thành một ngọn lửa. Ở đỉnh đầu hắn, một thần lôi màu tím tự nhiên ầm ầm vỡ vụn ra. Diệt thần trảm. Theo Từ Thiên Dạ vừa dứt lời, toàn thân với ngọn lửa bốc cháy phóng lên cao, cuối cùng va chạm vào trên thiên nhãn này. Âm. Phía chân trời xa xôi truyền đến một tiếng nổ đỉnh tại nhức óc, một tia sáng chói mắt chợt khuếch tán ra, che phủ toàn bộ phía chân trời. Cho dù ánh sáng chói mắt, nhưng không ai nhắm mắt lại, mà nhìn chằm chằm vào đó. Một lát sau, ánh sáng màu trắng che khuất phía chân trời tản đi, trong lòng mọi người lập tức trầm xuống. Vẻ mặt rất khó coi, bởi vì mắt của thiên đạo vẫn tồn tại, chẳng qua vết nứt trên đó đã nhiều hơn trước. Ở đây yên tĩnh vô cùng. Một lát sau, khí tức thánh chủ của cổ thánh thành đột nhiên tăng vọt, ở trên người hắn cũng xuất hiện ngọn lửa giống như Từ Thiên Dạ trước đó. Hắn liếc nhìn tất cả cường giả cảnh giới thánh giả, nói. Cuối cùng cũng là chết, ta lựa chọn phản kháng đến chết. Dứt lời, thánh chủ của cổ thánh thành phóng lên cao.
hóa thành một ánh sáng màu vàng cao mấy vạn trượng phá trời, cuối cùng đánh mạnh vào mắt của thiên đạo. Ầm, phía chân trời lại vọng đến một tiếng nổ lớn. Nhưng mắt của thiên đạo vẫn còn tồn tại. Lần này, rất nhiều người ôm may mắn đã hoàn toàn suy sụp. Chết, sẽ chết, dù thế nào cũng sẽ chết. Trước sau đều phải chết, cho dù lão tử chết cũng không để cho ngươi sống tốt. Người nói là Hà Chí Tôn, lúc này hắn giống như cổ thánh thành thánh giả cùng từ thiên giả, bắt đầu thiêu đốt linh hồn mình. Dương Diệp nhìn hắn, lúc này vẻ mặt Hà Chí Tôn vô cùng điên cuồng cùng dữ tợn, ở bên trong mắt hắn lại là sự tuyệt vọng. Khi nhìn lướt qua xung quanh, hắn phát hiện những cường giả cảnh giới thánh giả đều như vậy. Thật ra, không chỉ những người này, ngay cả Dương Diệp cũng có chút tuyệt vọng. Thánh chủ của cổ thánh thành cùng này từ thiên giả là nhân vật thế nào? Hai người bọn họ đạt được cảnh giới thánh giả đã thiêu đốt linh hồn mình để nâng cao thực lực, đó là trình độ kinh khủng tới mức nào? Nhưng hai người chỉ làm mắt của thiên đạo chấn động. Người chỉ cần tuyệt vọng thì sẽ điên cuồng. Ha ha, lão tử tới cũng đây. Hà Chí Tôn phóng lên cao, sử dụng một đòn mạnh nhất đánh vào mắt của thiên đạo. Phía chân trời chấn động, mắt của thiên đạo xuất hiện thêm vài vết nứt. Mà lúc này, những thần lôi màu tím sậm cách mọi người chỉ khoảng 50 trượng. Chỉ cần thần côi rơi xuống đất, thế giới sẽ vỡ nát trong khoảnh khắc, tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Bị nhốt 10 vạn năm, bây giờ thoát khỏi vòng vây lại là thời điểm bị diệt vong, buồn cười, thật đáng buồn, trời xanh, đến đây. Một huyền giả nghịch chủng cũng bắt đầu thiêu đốt linh hồn mình, sau đó cơ thể thoáng di chuyển phóng lên cao, đập mạnh về phía mắt của thiên đạo. Mà phía sau huyền giả nghịch chủng còn có mấy bóng người khác. Không chỉ có huyền giả nghịch chủng, ngay cả cường giả thánh địa cũng bắt đầu thiêu đốt linh hồn mình. Bởi vì, tất cả mọi người thật sự tuyệt vọng. Tu hành mấy vạn năm, đổi lấy thần hồn bị diệt. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Ông trời, nếu người muốn tiêu diệt ta, ta cũng không cho người sống tốt. Một cường giả cảnh giới thánh giả của thánh địa giống như phát điên, điên cuồng thiêu đốt linh hồn mình, sau đó phóng lên cao đập vào mắt của thiên đạo này. 10 vạn năm, cuối cùng cũng tự do. Nếu có kiếp sau, diệt trời xanh. Một huyền giả nghịch chủng thiêu đốt linh hồn mình, cũng đập tới mắt của thiên đạo này. Từng cường giả cảnh giới thánh giả thiêu đốt linh hồn, sau đó từng lưu quang phóng lên cao, đánh tới mắt của thiên đạo phía chân trời, vọng đến từng tiếng chấn động. Mà sau khi nhiều cường giả cảnh giới thánh giả như vậy tự nổ, vết nứt trên mắt của thiên đạo này cũng càng lúc càng nhiều. Vật nhỏ. Đúng lúc này, Mạc lão đột nhiên nói. Nếu như ngươi có thể sống, hãy làm giúp ta một chuyện. Nghe vậy, Dương Diệp nhất thời kinh sợ, nói. Mạc lão, ngươi. Mạc lão cười nói. Không sai, sau khi đạt được thánh giả, ta nhớ ra mình là ai. Ở trên thiên ngoại thiên có 4 thế gia lớn, trong đó có một gia tộc họ Mạc, đó cũng chính là gia tộc của ta. Nếu như người có thể sống sót, đồng thời có cơ hội đến thiên ngoại thiên nói, đi xem Mạc gia này có một người gọi là A Thanh không, nếu có, nếu như có, người hãy nói cho nàng biết, ta không thể quay về, không cần đợi ta nữa. Nếu như không có, không đúng sự thật, người giúp ta giết Mạc gia, có được không? Mạc lão. Dương Diệp thấy mũi đau xót, muốn nói gì đó thì Mạc lão lại khoát tay áo, nói. Tất cả những điều này đều là số mạng, ta cho là ta đã nắm giữ được vận mạng của mình, kết quả vẫn bị nó nắm giữ. Dứt lời, cơ thể Mạc lão lập tức biến thành một quả cầu lửa, phóng lên cao, đánh vào trên mắt của thiên đạo này. Ầm. Dương Diệp đau khổ nhắm hai mắt lại, hai giọng nước mắt tràn ra. Này. Lúc này, thần mô đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, nói. Cho dù không phải quá thân thuộc, nhưng ta cũng muốn nhờ ngươi một việc. Nếu như ngươi có thể sống, giúp ta cầm món đồ tới cho Gia Cát Vận trong Gia Cát Gia, một trong 4 thế gia lớn của thiên ngoại thiên. Nàng là muội muội ta. Đừng nói cho nàng ta đã chết, bởi vì điều này thật sự rất mất mặt. Còn nữa, đừng có ý đồ với nàng, nếu không, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, thần mô cũng không đợi Dương Diệp đáp ứng hay từ chối, trực tiếp bấm tay bắn ra, sau đó một cuốn sách màu vàng rơi vào trong lòng của Dương Diệp, hắn phóng lên cao và lao tới phía chân trời. Tay phải hắn khép lại thành đao và rạch cổ tay của mình, một dòng máu tươi bắn ra không trung. Ta lấy máu ta tế các trời, ta lấy thân ta tập trung thần phù, tập trung cho lão tử. Thần mô kết một thủ ấn kỳ lạ trên không trung, tiếp theo,
tất cả linh khí trong toàn bộ thiên địa đột nhiên điên cuồng lao vọt về phía hắn, cuối cùng tất cả tiến vào trong cơ thể hắn. Ở những linh khí này vừa vào trong cơ thể hắn, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, trên người hắn tự nhiên xuất hiện từng phù văn kỳ lạ. Dần dần, toàn thân Thần Mô đầy những phù văn kỳ lạ, nhìn qua giống như một người phù vậy. Dương Diệp, nhờ ngươi. Khi giọng nói của Thần Mô vừa dứt, người đã xuất hiện ở phía chân trời, sau lưng hắn là từng đuôi phù văn thật dài. Âm. Phía chân trời chấn động, mắt của thiên đạo lại xuất hiện vài vết nứt. Con kiến lay con voi, hành vi của tất cả mọi người ở đó không thể nghi ngờ chính là ở con kiến đang lay con voi. Nếu có lựa chọn, rất nhiều người tất nhiên không muốn làm như vậy, nhưng lúc này bọn họ không có lựa chọn nào khác. Bọn họ đều cảm thấy ngươi có thể ra khỏi thiên ngoại thiên. Đúng lúc này, Tiểu Anh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp, mà bên phải của nàng là Lôi Lâm, nhìn thấy Dương Diệp, Lôi Lâm thoáng cái đã chạy tới bên cạnh hắn. Tuy nhiên, nàng không nói gì, trong mắt có vẻ sợ hãi. Cho dù nàng là linh vương hệ lôi, nhưng nàng căn bản không có khả năng cắn nuốt diệt thế thần lôi. Vì sao? Vẻ mặt Dương Diệp lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào mắt của thiên đạo phía chân trời này. Bởi vì người làm cho tất cả mọi người nhìn không thấu. Tiểu Anh nói, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới người tự nhiên nắm giữ tử khí bản nguyên, bao gồm cả ta. Chúng ta không biết trên người ngươi có bí mật gì, nhưng không hề nghi ngờ, ngươi là người duy nhất thế giới này có khả năng sống sót và đi ra ngoài. Nói xong, Tiểu Anh đi tới trước mặt Lôi Lâm, thò tay khẽ xoa cái đầu nhỏ của Lôi Lâm, nói. Nhà đầu ngốc, nếu có cơ hội ra ngoài, sau đó trừ hắn ra. Không nên tin tưởng bất kỳ kẻ nào, là bất kỳ kẻ nào đấy, hiểu chưa? Lôi Lâm dường như nhận ra điều gì, nàng gật đầu, nước mắt không hiểu sao lại tuôn ra. Tiểu Anh, ta, chúng ta không có việc gì đâu. Ta sẽ không để cho ngươi có chuyện gì. Tiểu Anh khẽ xoa đầu Lôi Lâm, sau đó hóa thành một ánh lửa phóng lên cao. Phía chân trời, một tiếng động lớn vang lên, một biển lửa che phủ toàn bộ phía chân trời. Tiểu Anh, Lôi Lâm khóc giống lên, muốn xông lên, nhưng lại bị Dương Diệp giữ chặt. Ca ca cứu, cứu Tiểu Anh. Lôi Lâm nắm chặt tay của Dương Diệp, nước mắt giống như vỡ. Đê, Dương Diệp lắc đầu, sau đó vung tay phải lên, đưa Lôi Lâm vào bên trong Hồng Mông Tháp. Phía chân trời, ánh lửa đã tiêu tan, Tiểu Anh không còn nữa. Nhưng mắt của thiên đạo này vẫn ở trên khoảng không nhìn chăm chú vào mọi người. Bụi về với bụi. Đất về với đất, tất cả cuối cùng cũng trở thành mây khói. Sau Tiểu Anh, người không đầu vô danh thành đột nhiên đi từng bước một về phía mắt của thiên đạo. Theo một tiếng động lớn vang lên, mắt của thiên đạo lại có thêm mấy vết rạn nứt. Trời muốn người chết, người không thể không chết. Lão già mắt mù một tiếng thở dài, sau đó cũng bắt đầu đốt cháy linh hồn mình. Ra ra mắt mù. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt nhân nhân hiện ra sự đau thương. Lão già mắt mù lắc đầu, sau đó phóng lên cao, cuối cùng đánh vào trên thiên nhãn này, làm cho thiên nhãn lại rạn nứt thêm. Mà lúc này, những thần lôi màu tím sậm bên trong kiếm vực của Dương Diệp cách mọi người không đến 20 trượng, bóng ma của thần chết bao phủ mọi người. Vốn có một ít người do dự, lúc này tất cả đều thiêu đốt kinh hồn mình phóng lên cao. Này, nếu như ngươi có thể còn sống, giúp ta một chuyện. Tần Bất Phàm đột nhiên đi tới bên cạnh Dương Diệp, nói. Vũ trụ mênh mông có rất nhiều tinh vực, có một tinh vực tên là Ngân Hà Tĩnh Vực, ở nơi đó có một tinh cầu màu xanh lam, trên đó có một quốc gia tên là Trung Quốc, Thủy Lam Tiên ở Thủy Gia tại Yến Kinh, người giúp ta dụ dỗ nàng, gả cho người khác đi. Nói đến đây, trong mắt Tần Bất Phàm rất dịu dàng. Nàng có thể sống 10 vạn năm sao? Dương Diệp nói. Tần Bất Phàm lắc đầu, nói. Các ngươi đến tinh vực này là bởi vì xuyên qua một hố đen. Bước vào một đường hầm thời gian, bên này 10 vạn năm, bên kia có lẽ cũng chỉ 10 năm mà thôi. Đương nhiên, xuyên tới xuyên lui sẽ phải bỏ ra cái giá cực lớn. Trước đây nếu như không phải chúng ta nắm giữ thân bất tử, có căn bản không thể xuyên qua hố đen kia. Cũng không cần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ở trong vũ trụ mịt mờ này còn nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi đâu. Các ngươi tìm khắp ta căn dặn di ngôn, ta đi tìm ai đây? Dương Diệp nói. Thành thật mà nói. Ta cũng không cảm thấy ngươi có thể ra ngoài, dù sao bây giờ ngươi mới là bán thánh, bây giờ một trưởng của ta có thể đập chết ngươi. Thật ra, ta chỉ muốn cho mình chết được yên tâm thôi.
Tần Bất Phàm nói. Dương Diệp nhìn Tần Bất Phàm một lát, sau đó nói. Nếu có cơ hội này, ta nhất định sẽ giúp ngươi tiện thể nhắn lại. Cảm ơn. Tần Bất Phàm mỉm cười, sau đó bắt đầu bốc cháy lên. Sau một lúc lâu, phía chân trời truyền đến một tiếng nổ lớn, mắt của thiên đạo thêm mấy vết nứt. Rất nhanh ở đó chỉ còn lại có rất ít mấy người. Ca ca, Nhân Nhân có chút luyến tiếc ngươi. Nhân Nhân đột nhiên kéo tay của Dương Diệp, sau đó trong cơ thể nàng cũng bắt đầu thiêu đốt. Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật Chân Chính 1. Trong lúc Nhân Nhân sắp hoàn toàn thiêu đốt linh hồn, Dương Diệp đặt tay ở trên vai Nhân Nhân, ngăn cản nàng thiêu đốt linh hồn. Ca ca. Nhân Nhân nhìn về phía Dương Diệp lắc đầu, trong mắt lóe lên sự hung ác, số ít huyền khí còn sót lại trong cơ thể hắn điên cuồng dâng trào. Lúc này, Lục Ngôn đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho Dương Diệp, nói. Đây là tín vật của Dương gia, mỗi một người của Dương gia đều có. Sau này nếu như người trở lại Dương gia, chỉ muốn lấy ra vật này, người của Dương gia sẽ biết ngươi là ai. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mắt của thiên đạo đã đầy vết nứt nói. Thật ra, mắt của thiên đạo này chưa tính là mắt của thiên đạo thật sự. Đồng tử của Dương Diệp co lại kịch liệt. Lục Ngôn lại nói. Cái mắt của thiên đạo này thật ra chỉ là một hình chiếu mắt thiên đạo thật sự của thiên ngoại thiên. Nếu như là mắt của thiên đạo thật sự, chúng ta căn bản không thể phản kháng. Còn nữa, nếu như ta không đoán sai, sở dĩ nó xuất hiện ở nơi này, chắc là vì ngươi. Ta. Dương Diệp nhíu mày, thật lớn không hiểu. Lục Ngôn khẽ gật đầu, nói. Nếu như ta không đoán sai, bên trong cơ thể ngươi hẳn có một thế giới. Chính là thế giới có thể chứa được người sống. Dương Diệp khẽ gật đầu. Lục Ngôn cười gượng, nói. Biết không, một thế giới mới xuất hiện ở dưới mí mắt của nó, tất nhiên là một loại uy hiếp, hơn nữa còn là uy hiếp rất lớn, bởi vì đây không phải là thế giới xuất hiện ở dưới sự khống chế của nó. Hoặc nói, thế giới kia của ngươi cùng con người ngươi không có ở bên trong quy tắc này, nó không có cách nào điều khiển ngươi, bởi vậy nó không tiếc cho xuất hiện mắt của thiên đạo tới hủy diệt. Vì sao nó không nhằm vào một mình ta? Dương Diệp trầm giọng nói. Nó biết bên trong cơ thể ngươi có vật chí bảo này sao? Lục Ngôn nói. Nó không biết, lấy thực lực của nó chỉ có thể cảm nhận được thế giới này có thứ uy hiếp nó tồn tại. Đối với nguy hiểm, nó theo bản năng sẽ đi hủy diệt. Đương nhiên, sở dĩ nó muốn hủy diệt thế giới này có lẽ cũng không hoàn toàn bởi vì ngươi, chuyện thánh địa cùng huyền giả nghịch chủng làm khiến mọi người công phẫn, cho dù không có ngươi, thiên đạo của thiên ngoại thiên này cũng sẽ ra tay. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhìn vào mắt của thiên đạo này, nói. Ban đầu ta vốn cho rằng bản thân mình đạt được bán thánh thì có thể đi ngang, bây giờ ta mới phát hiện. Cho dù đạt được bán thánh, chính mình vẫn còn kém như vậy. Lục tiền bối, trong Dương gia có người có thể diệt được mắt của thiên đạo này sao? Lục Ngôn chỉ vào mắt của thiên đạo này, nói. Dương gia nắm giữ mấy nghìn thế giới, cũng chẳng khác nào nắm giữ mấy nghìn thiên đạo, mắt của thiên đạo này thật ra đang làm công cho bọn họ, hiểu chưa? Khóe mắt Dương Diệp khẽ giật, vào giờ phút này, hắn mới hiểu được Dương gia kia khủng khiếp tới mức nào. Đột nhiên. Trên thân Lục Ngôn xuất hiện lửa mạnh thiêu đốt. Dương Diệp quá khiếp sợ. Lục tiền bối ngươi. Lục Ngôn cắt ngang lời của Dương Diệp, nói. Trước đây nếu không phải nhờ có phụ thân ngươi, ta đã sớm chết. Ban đầu ta vốn còn muốn sử dụng cái mạng này trợ giúp người quay về Dương gia, nhưng đáng tiếc, ta không có năng lực này. Cố gắng bảo trọng. Nói xong, Lục Ngôn phóng lên cao, mang theo một đuôi lửa thật dài đánh vào trên mắt của thiên đạo này. Thiên địa run rẩy dữ dội, mắt của thiên đạo này không chỉ xuất hiện thêm nhiều vết nứt, còn mở đi. Chết, Mạc lão chết rồi, Lục Ngôn cũng đã chết rồi, Tiểu Anh cũng đã chết rồi. Thật sự có rất nhiều người đều chết rồi. Dương Diệp hắn muốn bảo vệ những người này, nhưng kết quả cuối cùng là hắn không bảo vệ được ai cả. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không bảo vệ được mình. Lão tử liều mạng với ngươi. Khi thần lôi màu tím sậm cách mấy người Dương Diệp có khoảng 10 trượng, mấy người trong đó cuối cùng không chịu đựng nổi cảm giác khủng hoảng khi cái chết tới gần, tất cả thiêu đốt linh hồn mình, sau đó lao về phía mắt của thiên đạo. Cuối cùng, chỉ còn lại có Dương Diệp và Nhân Nhân. Mấy trăm thánh giả, rất nhiều sinh mạng đều đã ngã xuống. Ca ca,
chúng ta phải cùng chết rồi sao? Nhân Nhân kéo tay của Dương Diệp, khẽ hỏi. Ta có thể làm cho các ngươi không cần phải chết. Đúng lúc này đột nhiên vang lên một giọng nói. Dương Diệp cùng Nhân Nhân nhìn về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy một người trung niên tự nhiên xuất hiện ở phía bên phải của bọn họ. Người trung niên không phải là ai khác, chính là Lục Nguyên Hạo thành chủ cổ vực thành. Là ngươi. Hai mắt Dương Diệp híp lại, trước đây khi hắn trở lại đại lục huyền giả, Đinh Thực Dược từng nói với hắn phải cẩn thận Lục Nguyên Hạo, hắn cũng làm như vậy. Nhưng Lục Nguyên Hạo hình như cũng biết bọn họ đề phòng hắn, bởi vậy vẫn luôn bế quan. Cho dù là thánh địa muốn đánh đại lục huyền giả, hắn cũng chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ hắn đột nhiên xuất hiện, hơn nữa, khí tức trên người hắn tự nhiên hoàn toàn không yếu hơn so với kia thánh chủ của cổ thánh thành cùng Từ Thiên giả. Nhân Nhân đề phòng nhìn Lục Nguyên Hạo, nàng cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt ở trên thân Lục Nguyên Hạo. Nhìn Dương Diệp, trong mắt Lục Nguyên Hạo có vẻ hưng phấn cùng kích động, nói. Dương Diệp, thật không nghĩ tới thức hải vô tận lại ở trên người ngươi. Ngươi cũng biết, năm đó huyền giả nghịch chủng cùng thiên ngoại thiên, còn có một nhóm người thần bí tranh đoạt thức hải vô tận này đã đánh tới trời đất mù mịt, ngay cả thiên đạo của thiên ngoại thiên cũng thiếu chút nữa bị đánh tàn ở trong trận đại chiến kia. Nhưng không nghĩ tới món bảo vật này liền rơi vào trên tay của ngươi, không thể không nói, cơ duyên này của ngươi cũng quá lớn rồi. Ngươi xuống thế giới này, mục đích không phải vì huyền giả nghịch chủng, mà là vì thức hải vô tận. Dương Diệp nói. Lục Nguyên Hạo nói. Nếu như có thể thu phục nhóm người huyền giả nghịch chủng kia, đương nhiên sẽ là một trợ lực lớn, nhưng đáng tiếc bọn họ đều quá mức bướng bỉnh không nghe theo, căn bản không có khả năng thu phục bọn họ. Hơn nữa, cho dù bọn họ bằng lòng thuần phục, ta cũng không có cách nào mang bọn họ đi được. Lần này, mắt của thiên đạo xuất hiện đã vượt ra ngoài dự đoán của tất cả mọi người, cũng bao gồm cả ta với người phía sau ta. Dương Diệp nói, sao người cho rằng thức hải vô tận ở trên người ta? Lục Nguyên Hạo cười nói, thật ra, ngay từ lúc đầu ta đã nghi ngờ nó ở trên người người, bởi vì huyền khí của ngươi không giống với người khác, hơn nữa tốc độ phát triển người thật sự quá nhanh. Ta vốn định bắt người nghiên cứu một chút, nhưng đáng tiếc, phía sau người còn có người canh giữ mộ, cuối cùng lại thêm một Lục Ngôn tới, ta căn bản không có cơ hội. Bây giờ, người cảm thấy người có cơ hội sao? Dương Diệp nói. Lục Nguyên Hạo liếc nhìn Nhân Nhân, sau đó nói. Dương Diệp, ta không muốn phát sinh mâu thuẫn với ngươi, dù sao giữa chúng ta trước cũng chưa từng xảy ra chuyện gì không vui. Ngươi cho ta thức hải vô tận, ta cứu ngươi ra ngoài, không chỉ vậy. Ta còn giới thiệu ngươi cho người sau lưng ta, lấy thực lực cùng thiên phú của ngươi, tin tưởng ta, sau này tiền đồ của ngươi tuyệt đối sẽ rất rộng lớn. Dương Diệp im lặng. Lục Nguyên Hạo lại nói. Dương Diệp, ngươi không có bao nhiêu thời gian đâu. Giao ra thức hải vô tận, ta dẫn ngươi rời khỏi mảnh thế giới này, nếu không. Nếu không thì thế nào? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nguyên Hạo, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra. Hắn biết. Lục Nguyên Hạo nói thức hải vô tận thật ra chính là Hồng Mông Tháp, hắn căn bản không có cách nào khống chế được Hồng Mông Tháp này, cho nên cho dù hắn muốn giao ra cũng không giao ra được, trừ phi là tự sát, vậy có lẽ Hồng Mông Tháp sẽ rời khỏi hắn. Điều này có thể sao? Điều này tất nhiên là không có khả năng, hơn nữa, cho dù hắn có thể giao ra Hồng Mông Tháp, hắn chắc chắn sẽ không giao ra. Bởi vì hắn không tin được Lục Nguyên Hạo. Ngươi sẽ chết. Lục Nguyên Hạo nhìn Dương Diệp. Không gian ở xung quanh hắn bắt đầu chấn động kịch liệt. Ngươi dám? Trong mắt Nhân Nhân hiện lên sát khí. Ta ăn ngươi. Lục Nguyên Hạo liếc nhìn Nhân Nhân, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương Diệp, đây là một cơ hội cuối cùng của ngươi, khi những thần lôi rơi xuống, thế giới này sẽ hoàn toàn vỡ nát, khi đó đừng nói ngươi chẳng qua là bán thánh, cho dù ngươi là cảnh giới thánh giả cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Giao ra, ngươi sẽ nhận được cơ hội sống mới. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ngươi đi đi, ta không giết được ngươi, ngươi cũng không giết được ta. Ta muốn thử xem. Lục Nguyên Hạo vừa dứt lời, một bàn tay khổng lồ xé rách không gian, trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Dương Diệp. Tuy nhiên đúng lúc này, một cái miệng khổng lồ hung hăng cắn lên trên bàn tay khổng lồ, trực tiếp cắn nuốt nó. Lục Nguyên Hạo hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên sự hung ác, hắn lại muốn ra tay, đúng lúc này. Một đường kiếm quang đột nhiên hiện lên, kiếm quang nhắm thẳng vào Lục Nguyên Hạo, hắn quá khiếp sợ, hai tay vỗ một cái vào không gian trước mặt. Không gian vặn vẹo một cách kỳ lạ,
bên trong là một kiếm quang bị vặn cong. Rất nhanh, kiếm quang kia bị nghiền nát, Lục Nguyên Hạo ngẩng đầu nhìn lên. Chẳng biết kiếm linh đã xuất hiện ở bên cạnh của Dương Diệp lúc nào. Hai thánh giả. Lục Nguyên Hạo hít sâu một hơi, hắn biết mình căn bản không có cách nào cưỡng đoạt, không chỉ vì bên cạnh Dương Diệp còn có hai thánh giả, mà lúc này, những thần lôi đã đi tới cách 6-7 trượng đỉnh đầu bọn họ. Nếu như Dương Diệp trực tiếp bỏ kiếm vực ra, như vậy, hắn sẽ lập tức tan thành mây khói. Dương Diệp, người bỏ qua một cơ hội cuối cùng của mình rồi. Lục Nguyên Hạo lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó xé rách một phù văn vỡ nát, một bàn tay khổng lồ màu đen lộ ra, sau đó trực tiếp nắm lấy Lục Nguyên Hạo, khi bàn tay khổng lồ kia rút lại, một đạo thần tôi màu tím sậm đột nhiên bắn nhanh ra khỏi mắt của thiên đạo này, đánh vào trên bàn tay khổng lồ kia, bàn tay khổng lồ lập tức biến thành trong suốt, dường như sẽ tiêu tan. Hừ, một tiếng hừ lạnh tiếng đột nhiên vang lên, giọng nói này giống như ở đây. Lại giống như đang ở cách xa mấy vạn dặm. Bàn tay khổng lồ kia dường như đang kiêng kỵ gì đó, tuyệt đối không ra tay với mắt của thiên đạo này, mà nắm lấy Lục Nguyên Hạo trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Ngươi muốn chết? Bên cạnh Dương Diệp, kiếm linh đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Ta biết. Bây giờ ngươi muốn làm gì? Kiếm linh nói. Dương Diệp cúi đầu nhìn Nhân Nhân, khẽ xoa đầu nàng, nói. Đừng sợ. Cho dù chết, cũng còn có ta. Ở cùng ca ca, Nhân Nhân không sợ. Nhân Nhân nói. Ha ha. Dương Diệp điên cuồng cười phá lên, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía mắt của thiên đạo ở chân trời, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng cùng dữ tợn, nói. Một kiếm, không phải ngươi chết thì chính là ta quên. Kiếm linh nhìn Dương Diệp một lát, sau đó hóa thành vỏ kiếm cổ rơi vào trước mặt Dương Diệp, trong vỏ mang theo kiếm. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Tay trái của Dương Diệp nắm lấy vỏ kiếm cổ, tay phải cầm chuôi kiếm chợt rút ra. Ầm. Ở đỉnh đầu Dương Diệp, hơn 10 thần lôi màu tím sậm ầm ầm vỡ nát. Một kiếm phá trời, một. Tiếng kiếm vang vọng trời cao, dựa vào tiếng kiếm ngân này đã trực tiếp đánh nát mấy trăm thần lôi màu tím sậm trên đỉnh đầu Dương Diệp. Quần áo trên người hắn đều rách nát, trên người hắn xuất hiện từng vết nứt dày đặc giống như mạng nhện. Máu tươi không ngừng tuôn ra, mà kiếm mới được rút ra một nửa. Dường như cảm giác được sự khủng khiếp trong một kiếm này của Dương Diệp, mắt của thiên đạo mờ ảo đột nhiên chớp mắt một cái, sau đó một thần lôi màu tím sậm dài rộng gần nghìn trường hiện ra, tuy nhiên nó càng thêm mờ đi, dường như một trận gió có thể làm cho nó hoàn toàn tiêu tan. Đương nhiên, tình trạng của Dương Diệp càng tệ hơn nó. Lúc này không chỉ có trên người, ngay cả trên mặt, hai tay hắn đều đã nứt ra. Hơn nữa còn càng lúc càng nứt to hơn, nhìn qua rất khủng khiếp. Dương Diệp nhìn chằm chằm vào mắt của thiên đạo này, tay phải nắm thật chặt chuôi kiếm, tay cũng đang run rẩy. Ca ca! Nhân Nhân nhìn thấy Dương Diệp như vậy, nước mắt lập tức chảy xuống. Một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ dữ tợn. Ta ăn ngươi! Nhân Nhân phóng lên cao, mà ở trên đỉnh đầu nàng, một cái miệng lớn che trời nhanh chóng hiện ra. Cắn về phía cột lôi màu tím rất lớn kia. Ầm, thần lôi màu tím khổng lồ trực tiếp đánh nát cái miệng lớn trên đỉnh đầu của Nhân Nhân, sau đó rơi về phía nàng, mặt nàng trắng bệch. Nhân Nhân, khóe mắt Dương Diệp muốn nứt ra. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện một đường ánh sáng trắng, tốc độ của ánh sáng trắng rất nhanh, lập tức lao tới trước mặt Nhân Nhân, sau đó bao quanh Nhân Nhân và chợt lóe lên, biến mất ở phía chân trời. Ra ra dâu bạc. Vào giây phút ánh sáng trắng biến mất, Dương Diệp mơ hồ nghe được tiếng gào hét của Nhân Nhân. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn biết người vừa ra tay chắc chắn là lão già trước đây đã dạy thôn thiên quyết cho Nhân Nhân, lấy thực lực của đối phương đủ để bảo vệ cho nàng bình an. Mà lúc này, thần lôi màu tím sậm kia đã đi tới đỉnh đầu của Dương Diệp, chỉ cách không đến trăm trượng. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên sự kiên định. Hắn biết mình không có nhiều thời gian, bởi vì nhiên ý bắt đầu cắn trả, tối đa qua 10 hơi thở thì cảnh giới của hắn không biết sẽ giảm tới mức nào. Không chỉ có vậy, sợ rằng, còn có thể trực tiếp nổ tung mà chết. Nghĩ đến đây, trong mắt Dương Diệp thoáng hiện chút hung ác, tay phải cầm chuôi kiếm chợt rút ra. Ong! Theo một tiếng kiếm ngân, kiếm tổ bay ra khỏi vỏ thanh kiếm cổ này và phóng lên cao, tiếng kiếm chấn động thiên địa, trời đất run rẩy dữ dội. Ngoại trừ thần tôi màu tím sậm cực lớn kia,
những thần tôi màu tím sậm đỉnh đầu Dương Diệp đều vỡ nát trong phút chốc, hóa thành mảnh vỡ năng lượng bay khắp bầu trời. Còn kiếm tổ mang theo một đường kiếm quang phóng lên cao, khi tiếp xúc với thần ôi màu tím sậm cực lớn kia, trong chớp mắt yên lặng rồi vì một tiếng, kiếm tổ dễ dàng cắt qua thần lôi màu tím sậm kia. Kiếm tổ cắt qua không trung, đâm vào trên mắt của thiên đạo này. Xuất! Rất nhiều đường kiếm khí bay ra khỏi kiếm tổ, không ngừng đánh vào trên mắt của thiên đạo này, ba hơi thở sau. Âm! Mắt của thiên đạo ầm ầm vỡ nát. Tiếp theo! Âm! Lại là một tiếng nổ lớn kinh thiên, tất cả mọi thứ trong tầm mắt của Dương Diệp đều vặn vẹo, từng tiếng nổ vang vọng bên tai hắn. Hắn muốn làm gì đó, nhưng hắn không làm được gì cả, bởi vì cả cơ thể hắn, thậm chí ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy được, ngay cả mí mắt cũng không mở ra được. Sau khi nhắm mắt lại, Dương Diệp cảm giác rất đau, đau tới mức thiếu chút nữa thì hôn mê, nhưng hắn đã khôi phục được một chút ý thức. Hắn không có cách nào mở mắt. Hắn chỉ có thể cảm giác được xung quanh hình như có thứ gì đó đang xé rách hắn, đau đớn sâu tới tận xương tủy này làm cho hắn muốn lập tức chết đi. Thời gian trôi qua từng chút một, loại đau đớn mãnh liệt này không chỉ không biến mất, trái dại càng lớn hơn, ý thức của hắn cũng càng lúc càng mơ hồ, cho dù là đau đớn kia cũng không làm cho ý thức của hắn tỉnh táo lại được. Trước lúc ý thức hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say, Dương Diệp nghĩ đến rất nhiều người, An Nam Tĩnh, Hiểu Vũ Tịch, Đinh Thược Dược, Dương Niệm Tuyết. Đột nhiên, Dương Diệp cảm giác mình hình như bị thứ gì đẩy xuống, sau đó ý thức của hắn hoàn toàn mơ hồ, trực tiếp ngất đi. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp đột nhiên nghe được có tiếng người nói. Hắn muốn mở mắt, nhưng bất kể làm thế nào cũng không mở ra được, hắn muốn cử động tay, nhưng lại phát hiện, hình như tay chân không phải là của hắn. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng Dương Diệp hoảng hốt, tuy nhiên hắn nhanh chóng ép mình phải bình tĩnh lại. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ở dưới sự cố gắng của hắn, hai mắt chậm rãi mở. Một luồng ánh sáng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, ánh sáng chói mắt đến cực điểm làm cho hắn phải nhắm mắt lại. Lúc này, cho dù trong đầu còn mơ hồ, nhưng hắn vẫn thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cố gắng nhớ lại xem trước đó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn suy nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được. Trí nhớ của hắn chỉ dừng lại giây phút mắt của thiên đạo này bị một kiếm chém nát. Sau đó ký ức trống rỗng. Gặp họa lớn không chết, nhất định phải có hạnh phúc đến cuối đời. Dương Diệp không suy nghĩ về những chuyện đó nữa, hắn chỉ biết bây giờ hắn còn sống. Việc cấp bách là phải mau chóng khỏe lại. Hắn dò xét bên trong cơ thể của mình, lập tức cảm thấy khủng hoảng. Kiếm ý đã giảm xuống đến tầng 1. Cảnh giới đã giảm xuống đến cảnh giới phàm nhân nhất phẩm. Kinh mạch trong cơ thể đứt thành từng đoạn, không chỉ kinh mạch. Ngay cả xương cốt toàn thân cũng bị gãy, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không thể động đậy. Đương nhiên, những chuyện này vẫn không tính là gì cả, chủ yếu nhất là Hồng Mông Tháp tự nhiên trở về dạng vòng xoáy như lúc đầu. Hắn không vào được bên trong Hồng Mông Tháp. Thanh Thi, Tiểu Giao, Tịch Nguyệt, Lôi Lâm các nàng thế nào? Các nàng có thể có việc không? Nghĩ đến các nàng Tô Thanh Thi, Dương Diệp thật sự luống cuống. Hắn không nghĩ tới Hồng Mông Tháp tự nhiên khôi phục thành dạng vòng xoáy nhỏ. Một lát sau, Dương Diệp cố gắng ép mình bình tĩnh lại, hắn biết lúc này mình không thể hoảng loạn được. Hồng Mông Tháp tầng thứ nhất tự hình thành thế giới. Đám người Thanh Thi ở bên trong chắc hẳn không có vấn đề gì. Bây giờ nó khôi phục thành dạng vòng xoáy nhỏ, chắc là có quan hệ tới ích ta, muốn mở nó ra một lần nữa, ta nhất định phải khôi phục lại thực lực. Dương Diệp không phải đang an ủi mình. Dù sao trước đây Tiểu Thất bị nhốt lâu ở bên trong cũng chưa từng có chuyện gì. Đám người Tô Thanh Thi ở trong đó chắc cũng không có chuyện gì. Chỉ có điều thực lực của đám người Tô Thanh Thi còn xa mới bằng được Tiểu Thất, hơn nữa Tiểu Thất tương đối đặc biệt. Cho nên, hắn biết rõ mình phải mở ra Hồng Mông Tháp trong thời gian ngắn nhất, nếu không đám người Tô Thanh Thi nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Khôi phục thực lực. Nghĩ đến đây, Dương Diệp không nhịn được lại thấy đau đầu. Bây giờ... hắn thậm chí không có năng lực hấp thu linh khí. Không chỉ không có năng lực hấp thu linh khí, cho dù hoạt động cũng không làm được. Nói cho cùng, bây giờ hắn thật sự trở thành một tên phế nhân. Kiếm linh. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến kiếm linh. Kiếm linh thế nào? Hắn vội vàng liên hệ với kiếm linh, nhưng kiếm linh không hề trả lời. Dương Diệp luống cuống, cũng may hắn nhanh chóng cảm giác có thứ gì đó đang đè lên người mình. Hắn lấy hết sức lực chuyển tay đến trước ngực, khi sờ được thứ đang đè lên người mình,
hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đó là vỏ kiếm cổ. Vỏ kiếm thật kỳ lạ. Đúng lúc này, một giọng nữ rất dễ nghe đột nhiên vang lên bên tai Dương Diệp, tiếp theo có mùi thơm ngát bay tới. Phạm tiểu thư, vẫn mong nàng tự trọng. Lúc này, một giọng nam lạnh lùng truyền vào trong tai Dương Diệp, tiếp theo. Đột nhiên, Dương Diệp cảm giác phần thắt lưng của mình rất đau đớn, tiếp theo, cả người hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối. Cùng đập vào trên một bức tường mới dừng lại. Dương Diệp không nhịn được hít một hơi thật sâu, một đòn này làm cho hắn cảm thấy xương cốt của mình cũng vỡ ra. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy có một nam một nữ. Nữ rất xinh đẹp, gương mặt tròn trịa, đôi mắt long lanh như nước, lại có chút lạnh lùng, giống như có thể nhìn thấu tất cả. Chiếc váy màu xanh lục dài chạm đất, thắt nhỏ được buộc bằng một dải lụa màu xanh lá, nhỏ nhắn không bằng một nắm tay. Đương nhiên, lúc này ánh mắt của hắn không dừng trên thân nữ nhân này, mà tập trung trên người nam nhân kia. Sau khi liếc nhìn gương mặt của nam nhân kia, hắn thu hồi ánh mắt. Diệp Lang, hắn chỉ là một tên ăn mày thôi. Nữ tử thản nhiên nhìn lướt qua nam tử kia, khẽ nói. Bất kỳ nam nhân nào không được đến gần Phạm tiểu thư trong vòng nửa trượng, đây là lời công tử đã căn dặn. Nam nhân nói, ngươi cảm thấy ta sẽ có hứng thú với một tên ăn mày xấu xí à? Nữ tử kiếp nhìn nam nhân tên là Diệp Lang, sau đó trở lại trước mặt Dương Diệp, cách nửa trượng, vẫy tay một cái. Vỏ kiếm cổ trên người của Dương Diệp bay vào trong tay nàng, quan sát trong tay vỏ kiếm cổ một lát, nữ tử hơi nhíu mày. Một lúc lâu sau, nàng bấm tay bắn ra, một viên đan dược màu trắng bay vào trong miệng của Dương Diệp, nói. Cho dù viên đan dược kia không thể chữa trị kinh mạch trong cơ thể người, nhưng đủ để chữa trị xương cốt bên trong cơ thể ngươi rồi. Phạm gia ta còn thiếu một người chăn ngựa, sau khi ngươi khôi phục vết thương thì tới làm. Nói xong, nữ tử cầm vỏ kiếm cổ của Dương Diệp và quay người rời đi, nam tử bên cạnh kia liếc nhìn Dương Diệp nằm dưới đất, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh, nhưng khi thấy cảnh giới cùng tình hình trên người Dương Diệp, hắn hơi do dự, sau đó tắc đầu và rời đi. Hắn thật sự không cần thiết ra tay với một phế nhân. Sau đó không bao lâu, hai nam tử đi tới bên cạnh Dương Diệp, đưa hắn đi. Cho dù vỏ kiếm cổ bị nữ nhân kia lấy đi, nhưng lúc này trong lòng Dương Diệp hoàn toàn không thương cảm, bởi vì sau khi ăn vào đan dược của nữ nhân kia, hắn bất ngờ phát hiện, những cái xương bị gãy trong cơ thể hắn đang dần dần khép lại. Nói cách khác, cho dù thực lực của hắn tạm thời không có cách nào khôi phục được, nhưng vẫn có thể hoạt động. Đương nhiên, bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, đó là biết hắn đang ở đâu. Kiếm Hoàng Lục Uyển Nhi. 1. 3 ngày sau, Dương Diệp đã biết được thế giới này được gọi là linh giới, về phần có phải là thiên ngoại thiên mà đám người đại lục huyền giả nói tới, hắn lại không rõ. Linh giới cũng có 5 châu lớn, theo thứ tự là Thanh Châu, Vân Châu, Lan Châu, U Châu, cùng với Trung Thổ Thần Châu. Mỗi một châu đều rất rộng lớn. Từng có cường giả cảnh giới thánh giả đi cả đời cũng không đi hết một châu. Mà chỗ hắn đang ở bây giờ lại ở Thanh Châu. Trong toàn bộ Thanh Châu không có quốc gia, chỉ có vô số một thế gia cùng các loại tông môn. Những tông môn cùng thế gia này đều có phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt, chia ra làm hoàng đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, toàn thạch, ám kim. Phạm gia chỗ hắn ở bây giờ chính là một thế gia, tuy nhiên chỉ là một thế gia nhỏ, còn không tính là hoàng, ngay cả đồng thau đều không tính là. Một điều đáng nói là phân chia cảnh giới ở thế giới này không khác mấy với đại lục huyền giả. Điểm khác biệt duy nhất là dưới bán thánh mỗi một cảnh giới không có 9 tầng, mà thu lại 3 tầng, chia ra làm thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Còn lại công pháp huyền kỹ huyền bảo vẫn như vậy. Trong gian phòng, Dương Diệp ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt khép hờ, cẩn thận kiểm tra vết thương của mình. Không hề nghi ngờ, vết thương và di chứng của hắn kinh khủng nhất từ trước tới nay. Kiếm ý rơi xuống đến tầng 1, cảnh giới cũng biến thành cảnh giới phàm nhân hạ phẩm, càng nghiêm trọng hơn là kinh mạch toàn thân bị đứt, ngay cả linh khí cũng không thể hấp thu được, không có cách nào hấp thu linh khí, hắn sẽ không có cách nào mở ra vòng xoáy nhỏ nữa, cũng không có cách nào lợi dụng hồng mông tử khí chữa trị thương thế của mình. Còn có chuyện nghiêm trọng hơn, cũng cấp bách hơn, đó là tuổi thọ của hắn bây giờ chỉ còn lại không tới 3 tháng. Đây là một vấn đề rất phiền phức cũng rất khó giải quyết. Đương nhiên, chuyện hắn cần làm lúc này vẫn là phải mau chóng khôi phục thực lực của mình. Ở thế giới xa lạ này,
nếu như không có thực lực có lẽ không tới 3 tháng sẽ chết. Tuy nhiên lúc này hắn cũng không có cách nào để giải quyết vấn đề này. Bởi vì sau khi Hồng Mông Tháp đóng lại, ngoại trừ vỏ kiếm cổ ra, hắn thật sự không có một xu. Phải biết rằng, những linh thạch, huyền kỹ, huyền bảo trước đây, hắn đều để ở trong Hồng Mông Tháp. Xem ra tạm thời bỏ qua chuyện tìm kiếm đám người Vũ Tịch cùng An Nam Tĩnh. Bây giờ, ta phải nghĩ cách làm cho mình sống sót, đồng thời khôi phục thực lực mới là việc đúng đắn. Dương Diệp suy nghĩ thông suốt, hắn đi tới trước cái gương trong phòng. Trong gương đồng, là một người rất xấu xí, tóc bạc, mặt bên trái dường như bị lưỡi dao sắc bén cắt qua, đầy những vết sẹo. Bên trái cũng đầy những vết sẹo. Vừa nhìn thấy bộ dạng lúc này, bản thân hắn cũng giật nảy mình. Không chỉ trên mặt, cả người hắn đều đầy vết sẹo, giống như bị người chém trăm đao nghìn đao vậy. Hắn biết, đây nhất định là do lực lượng nào đó gây ra sau khi hắn rơi vào hôn mê. Xấu thì xấu. Dương Diệp lắc đầu, sau đó đi ra khỏi cửa. Từ sau khi khôi phục lại khả năng hoạt động, Phạm gia này cho hắn một công việc, đó chính là chăn ngựa. Hắn cũng không khó chịu về chuyện này, tạm thời hắn cũng không muốn rời đi. Lấy tình trạng của hắn bây giờ, rời khỏi Phạm gia, khi ra ngoài còn không biết chết thế nào. Hơn nữa, vỏ kiếm cổ còn nằm trong tay nữ nhân tên Phạm Ly kia. Phạm gia ở toàn bộ Thanh Châu không có cấp bậc gì, nhưng ở trong thành Thiên Phong vẫn được xem là bá chủ một phương. Ở linh giới này, linh khí quả thật còn nồng đậm hơn cả đại lục huyền giả. Cho dù là linh khí ở thánh địa đại lục huyền giả cũng kém hơn ở đây. Nếu ở đây tu luyện, nhất định sẽ nhanh hơn so với ở đại lục huyền giả. Đương nhiên, như vậy cũng có tai họa. Đó chính là bọn họ không có nền tảng vững chắc như rất nhiều huyền giả ở đại lục huyền giả. Nói tóm lại, linh giới này nhất định tốt hơn đại lục huyền giả, dù sao linh khí ở đây thật sự rất dồi dào. Ngựa của Phạm gia tất nhiên không phải là ngựa bình thường, mà có cấp bậc như thiên mã, loại thiên mã này tương đương với yêu thú tôn cấp, tuy nhiên tính tình nó tương đối ôn hòa, không có tính công kích gì, ưu điểm duy nhất chính là tốc độ rất nhanh, vượt xa tốc độ của cường giả cảnh giới tôn giả bình thường. Khi Dương Diệp vừa tới đến chuồng ngựa, một lão già với dáng vẻ quản gia đã vội vàng đi tới, vẻ mặt sốt ruột, nói. Tiểu Dương, nhanh đi cho ngựa ăn đi, lát nữa. Đại tiểu thư cùng Lý tiểu thư ở Thiên Cương Thành muốn ra khỏi thành. Người làm nhanh lên, các nàng sẽ lập tức tới đây. Nói, lão già biến mất khỏi tầm mắt của Dương Diệp nhanh như chớp. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, sau đó lắc đầu cười, lão già này. Là tổng quản trong chuồng ngựa của Phạm gia, tất cả mọi người gọi hắn là Mã Tổng Quản, lúc hắn mới tới vẫn được người này quan tâm chăm sóc. Cho dù thực lực của Phạm gia không được tốt lắm, nhưng tài lực rất mạnh. Ở Thiên Phong Thành này được xem là thế gia có tiền nhất. Cho nên những con ngựa này ăn đều là đá năng lượng cực phẩm. Chỉ trong giây lát, ba nữ tử đã xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp, hắn đứng bên cạnh mấy người chăn ngựa. Bên cạnh bọn họ đều có một con thiên mã. Dưới yêu cầu Mã Tổng Quản, tất cả bọn họ đều cúi đầu, cung kính vô cùng. Đương nhiên, Dương Diệp đứng gần cuối, bởi vậy hắn tuyệt đối không cúi đầu, mà nhìn mấy người. Nữ tử đi giữa chính là nữ tử cầm vỏ kiếm cổ của hắn đi, tên là Phạm Ly, đại tiểu thư của Phạm gia, cũng là chủ nhân chân chính của Phạm gia lúc này. Bên trái Phạm Ly là một tiểu nữ hài 16 tới tuổi, trong tay nàng cầm một thanh kiếm. Tiểu nữ hài này nhìn có 7-8 phần giống Phạm Ly. Dương Diệp biết, đây là nhị tiểu thư Phạm gia Phạm Mộng. Ở bên phải Phạm Ly là một nữ tử mặc váy xanh, gương mặt nàng xinh đẹp, khí chất cao quý, không kém Phạm Ly. Tỷ, ta muốn đi với các tỷ. Phạm Mộng đột nhiên nói. Phạm Ly nhíu mày, nói. Quá nguy hiểm. Ong. Trường kiếm trong tay Phạm Mộng đột nhiên phát ra một tiếng kiếm ngân, hai nàng Phạm Ly hơi ngẩn người ra, trong mắt Phạm Ly lóe lên sự vui mừng, nói. Kiếm ý của muội đã đạt tới tầng 4 rồi à? Trong mắt Phạm Mộng có vẻ đắc ý, nói. Đương nhiên, hai ngày trước ta đã đạt tới tầng 4. Tỷ xem. Mặc dù bây giờ ta mới là cảnh giới linh giả hạ phẩm, nhưng cho dù gặp phải cảnh giới linh giả thượng phẩm cũng không sợ, tỷ cho ta đi cùng các tỷ đi, ta có thể giúp được tỷ. Lúc này, nữ tử váy xanh bên cạnh Phạm Ly bỗng nhiên nói. 16 tuổi lại có thể đạt được kiếm ý tầng 4, thiên phú của tiểu mộng ngược lại không tệ, nếu như có thể đạt được tầng 6 trong năm nay thì có thể gia nhập cổ kiếm trai. Nếu như cố gắng một chút, có lẽ có thể vượt qua kiếm hoàng Lục Uyển Nhi.
Lục Uyển Nhi. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, hắn không nghĩ tới mình lại nghe được tin tức có liên quan tới nàng ở đây, trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Lục Uyển Nhi an toàn, vậy các nàng An Nam Tĩnh chắc cũng an toàn. Dương Diệp đi tới mấy bước, nhìn ba nàng, muốn nghe thêm tin tức liên quan tới Lục Uyển Nhi. Phạm Ly lắc đầu, nói. Lúc này Lục Uyển Nhi chỉ 20, nhưng đã là cảnh giới hoàng giả, thêm 3 năm trước đây kiếm ý đã đạt được thiên cấp tầng 1, hơn nữa nàng có thân kiếm kỳ ảo, mặc dù thiên phú kiếm đạo của Tiểu Mộng không tệ, nhưng vẫn kém hơn nàng rất nhiều. 3 năm trước đây. Dương Diệp nhíu mày, chẳng lẽ mình hôn mê tới 3 năm? Phạm Mộng hừ lạnh một tiếng, nói. Tỷ đừng khinh thường người ta, bây giờ ta mới 16 tuổi, chờ ta 20 tuổi. Ta nhất định sẽ mạnh hơn Uyển Nhi kia. Phạm Ly khẽ xoa đầu của Phạm Mộng, trong mắt dịu dàng, nói. Nếu muội thật sự muốn giúp tỷ thì phải cố gắng tu luyện, cố gắng đạt tới kiếm ý tầng 6, sau đó gia nhập cổ kiếm trai. Chỉ cần ta gia nhập cổ kiếm trai, tỷ tỷ không cần gả cho tên bại hoại Lâm gia kia, đúng không? Phạm Mộng ngẩng đầu nhìn Phạm Ly, nghiêm túc nói. Phạm Ly hơi ngẩn người ra, sau đó vẻ mặt trở nên lạnh lùng, quát. Ai cho muội nói chuyện như vậy? Đúng là vậy mà. Phạm Mộng nói. Tỷ tỷ vốn không thích hắn, nếu không phải là Lâm gia hắn uy hiếp chúng ta, tỷ tỷ. Bốp! Phạm Ly đột nhiên tát một cái vào mặt của Phạm Mộng, phẫn nộ quát. Trở về. Phạm Mộng ngẩn người một lát, sau đó khóc giống lên, xoay người chạy đi. Nhìn cảnh tượng như vậy, nữ tử váy xanh liếc nhìn Phạm Ly, cười không nói gì. Phạm Ly xoay người nhìn về phía nữ tử váy xanh, nói. Tại ta quản giáo không nghiêm, đã làm cho Lý Thanh Y tiểu thư chê cười rồi. Lý Thanh Y mỉm cười, nói. Làm gì có, lệnh muội có tài năng lớn, lấy thiên phú của nàng, theo thời gian nhất định có thể bước vào cổ kiếm trai, chỉ cần đi vào cổ kiếm trai, khi đó, Phạm gia ở Thiên Phong Thành này chính là thế gia đứng đầu. Đương nhiên, nếu như thật sự không thể vào cổ kiếm trai, cửa lớn Thiên Cương Thành ta vẫn sẵn lòng mở rộng cửa chào đón lệnh muội. Lý tiểu thư nói đùa. Phạm Ly xoay người nhìn về phía 17 con thiên mã bên cạnh, nói. Lần đi đoạn thiên sơn mạch đường xá xa xôi, Lý tiểu thư chọn một con mà cưỡi. Lý Thanh Y quay đầu nhìn lướt qua, cuối cùng dừng tại trên con ngựa bên cạnh Dương Diệp, nói. Chọn nó đi. Thấy thế, Dương Diệp dắt con ngựa kia đi tới trước mặt Lý Thanh Y. Sau đó chuẩn bị rời đi, mà lúc này nàng đột nhiên nói. Đứng lại. Dương Diệp thoáng dừng lại, xoay người nhìn về phía Lý Thanh Y, nói. Lý tiểu thư có gì căn dặn? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Mã Tổng Quản vội vàng đi tới bên cạnh của Dương Diệp, sau đó khẽ nói. Tiểu Dương, gặp mặt các tiểu thư thì phải quỳ xuống nói, nhanh. Quỳ xuống. Dương Diệp khẽ nhíu mày, sau đó lắc đầu. Mã Tổng Quản nhìn thấy vậy. Mặt lập tức trắng bệch, sau đó ra sức nháy mắt với Dương Diệp. Lý Thanh Y mỉm cười, nhìn về phía Phạm Ly, nói. Phạm tiểu thư, nô tài nhà tiểu thư thật thú vị. Phạm Ly nhìn về phía Dương Diệp, nói. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Dương Diệp biết, nếu không quỳ, nữ tử này nhất định sẽ ra tay với hắn. Lúc này thực lực của đối phương là cảnh giới hoàng giả, hắn chỉ là cảnh giới phàm nhân. Chắc chắn không phải là đối thủ, cho dù như vậy hắn có thể quỳ sao? Giết! Nhìn thấy Dương Diệp trầm mặc như trước, Phạm Ly khẽ nói, trong mắt lạnh lùng, không chứa hoàn toàn tình cảm. Má nó! Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, người này thật sự không coi người khác là người à? Ra tay thì chắc chắn không được, không thể động thủ, vậy chỉ có thể nói chuyện. Nhìn thấy bên cạnh có hai thị vệ đi tới, Dương Diệp vội vàng nhìn về phía Lý Thanh Y, nói. Lý tiểu thư, ta thích tiểu thư. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt. Đầu Dương Diệp cũng trống rỗng, mình mới vừa nói gì. Phương pháp khôi phục thực lực. 1. Đâm đầu vào chỗ chết. Phạm Ly phẫn nộ hét lên một tiếng và bấm tay bắn ra, một luồng kình phong bắn về phía mi tâm của Dương Diệp. Đồng tử của Dương Diệp co lại, nếu như là trước đây, cho dù hắn đứng làm cho kình phong này đánh chúng cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng bây giờ, kình phong này đủ để cho tiêu diệt thần hồn của hắn. Cho dù thực lực của hắn không có, nhưng năng lực quan sát vẫn phải có, ở dưới kiếm tâm thông minh, tia kình phong này đầy những sơ hở, nhưng bị ai là hắn căn bản không có cách nào ngăn cản. Lúc này,
hành động của hắn căn bản không có cách nào nối liền với ý thức, cho dù có cũng vô dụng, thực lực giữa hai người chênh lệch thật sự rất lớn. Đương nhiên, Dương Diệp cũng không phải hoàn toàn không có sức tự vệ, phải biết rằng ở trong đầu hắn còn có hai tia kiếm ý của Tố Sự Kiếm Tông. Trước đây, hai tia kiếm ý có thể trực tiếp đánh bay cường giả bán thánh, nữ nhân trước mắt này chỉ là cảnh giới tôn giả, nàng căn bản không có cách nào chống đỡ được hai tia kiếm ý. Hắn vốn hy vọng giữ lại hai tia kiếm ý này, sau đó dùng để cắn nuốt, tăng cường kiếm ý của mình, nhưng bây giờ, mạng đều nhanh không, hắn tự nhiên sẽ không còn muốn giữ lại. Vào lúc Dương Diệp muốn phát động kiếm ý của Tổ Sư Kiếm Tông, một luồng ánh sáng trắng đột nhiên đánh vào trên tia đỉnh phong này, kình phong lập tức tiêu tan. Phạm Ly nhíu mày, sau đó nhìn về phía nữ tử váy xanh bên cạnh. Nàng ta mỉm cười, nói. Phạm Ly, đại tớ nhà ngươi thật thú vị, ta muốn nói chuyện với hắn một chút. Phạm Ly liếc nhìn Dương Diệp, trong mắt có phần không vui, nhưng không làm trái ý của nữ tử váy xanh. Trong lòng Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, tia kiếm ý tổ sư của kiếm tông này sử dụng một lần sẽ ít một tia, có thể không sử dụng là tốt nhất. Đương nhiên, hắn cũng không thả lỏng đề phòng, lúc trước dưới tình thế cấp bách hắn nói ra một câu ngốc nghếch nói, ai biết nữ tử váy xanh này nghĩ thế nào. Nữ tử váy xanh quan sát Dương Diệp, nói. Lúc trước ta phát hiện ra một điểm, trong sân trừ ngươi ra, tất cả mọi người còn lại đều cúi đầu, hơn nữa ánh mắt ngươi còn nhìn chằm chằm vào ta. Còn có một điểm nữa là khi ngươi đối mặt với hai người chúng ta, trong mắt ngươi rất bình tĩnh, không có chút sợ hãi nào. Ngay cả vừa rồi, khi Phạm Ly ra tay với ngươi, ngươi vẫn rất bình tĩnh. Thiếu niên, ngươi không đơn giản. Trong lòng Dương Diệp thầm dùng mình, hóa ra nữ tử này đã chú ý tới hắn ngay từ đầu. Nữ tử váy xanh mỉm cười, lại nói. Ngươi xem, giống như bây giờ, ngươi vẫn giữ được tỉnh táo. Nói xong. Nàng nhìn về phía Phạm Ly, nói. Phạm Ly, nàng biết lai lịch của hắn không? Phạm Ly liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ta nhặt được trên đường, thấy hắn đáng thương nên cho hắn một công việc để kiếm sông thôi. Theo như lời của Thanh Y, có lẽ hắn có chút lai lịch gì đó. Nhưng không sao, không quan tâm hắn đã từng huy hoàng tới mức nào, bây giờ hắn chẳng qua là một tên phế nhân. Nói vậy Thanh Y cũng đã nhìn ra, kinh mạch trong cơ thể hắn đều đã bị đứt. Mức độ nghiêm trọng như vậy, cho dù là hoàng giả ra tay chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ta không thích nợ người khác, ta cầm vỏ kiếm của người nên cho ngươi một con đường sống. Nhưng người phải nhớ kỹ một điểm, con người phải biết điều chỉnh tâm tính của mình, có thể người đã từng là một nhân vật lớn, nhưng bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là một người chăn ngựa, nếu như ngươi không ý thức được điểm này, có khả năng ngày nào đó sẽ phải phơi thây ở đầu đường. Dương Diệp liếc nhìn Phạm Ly, không nói gì. Lúc này, Lý Thanh Y lại bỗng nhiên cười nói. Ta thấy người cũng không giống như với một người nén giận, thế nào, người không thể hiện một chút đi. Ví dụ như, người có thể nói với Phạm Ly, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không bắt nạt thiếu niên nghèo, hoặc hôm nay người khinh thường ta, tương lai ta làm cho người không với cao nôi. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, nữ nhân này. Dương Diệp lắc đầu, nói. Nàng nói rất đúng, không phải sao. Thật ra Phạm Ly không nói, hắn cũng biết điểm ấy. Bây giờ hắn đã không phải là Dương Diệp trước đây có thể tàn sát bán thánh giống như giết chó. Bây giờ hắn chẳng qua là một cảnh giới phàm nhân, một người cảnh giới phàm nhân hoàn toàn không có năng lực chiến đấu. Giống như lời Phạm Ly nói, bây giờ nếu hắn không điều chỉnh lại tâm tính của mình, chết thế nào cũng không biết. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Phạm Ly liếc nhìn Dương Diệp, trong mắt có chút kinh ngạc. Lý Thanh Y chậm rãi thu lại vẻ tươi cười, nàng nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Trước đó người nói thích ta là thật sao? Dương Diệp. Lý Thanh Y bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nói. Ta không phải là một người trông mặt mà bắt hình dung, nhưng thành thật mà nói, người quả thật quá khó coi. Còn nữa, thực lực của người quá yếu, nói thật ra, người tuyệt đối không có tư cách thích ta. Thiếu niên, sau này trước khi nói chuyện phải suy nghĩ, nếu không... phơi thây đầu đường cũng là chuyện nhỏ. Nàng cảm thấy thực lực gì mới có tư cách thích nàng. Dương Diệp bỗng nhiên thấy hứng thú. Lý Thanh Y nhìn Dương Diệp lắc đầu mỉm cười, sau đó lên lưng thiên mã và hóa thành một đường sáng biến mất ở phía chân trời. Bị phớt lờ. Dương Diệp lắc đầu cười gượng. Ngươi biết nàng là ai không?
Phạm Ly bỗng nhiên nói. Dương Diệp lắc đầu. Phạm Ly quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Cách đây mấy vạn dặm có một tòa thành tên Thiên Cương Thành, phủ thành chủ của tòa thành kia là một thế lực cấp bạch ngân duy nhất trong vòng mấy chục dặm vuông này. Nàng chính là thành chủ kế tiếp của phủ thành chủ này. Ngươi nói ngươi thích nàng, ta không biết ngươi nói thật, hay là cách thức cực đoan để bảo toàn tính mạng, nói chung, bất kể là loại nào, ngươi phải hiểu được tình cảnh cùng thân phận hiện tại của ngươi, nếu không phơi thây đầu đường thật sự là chuyện nhỏ. Dương Diệp mỉm cười, không nói gì. Vỏ kiếm kia rất không tầm thường, cho nên ngươi sẽ không là một người bình thường, nói cho ta biết thân phận thật sự của ngươi. Phạm Ly bỗng nhiên nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta mất trí nhớ, rất nhiều chuyện đều không nghĩ ra. Phạm Ly nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Nhớ kỹ, bây giờ ngươi chẳng qua là một người chăn ngựa, nếu là người chăn ngựa, vậy sẽ phải có bộ dạng của người chăn ngựa, nếu lần sau còn như vậy. Ta sẽ cho ngươi cút ra khỏi Phạm gia. Nói xong, nàng nhảy lên trên lưng thiên mã, sau đó biến mất ở phía chân trời. Cướp vỏ kiếm cướp của ta còn vô cùng khí thể như vậy, thật sự cũng chỉ có nàng. Nhìn Phạm Ly phía chân trời, Dương Diệp lắc đầu, sau đó xoay người trở lại gian phòng của mình. Ngồi xếp bằng trên giường, Dương Diệp mở lòng bàn tay ra, trong bàn tay là một khối đá năng lượng thượng phẩm, lúc trước hắn cho ngựa ăn đã len lén giữ lại. Hắn không do dự, trực tiếp nuốt vào viên đá năng lượng cực phẩm kia. Hắn không thể thực hiện được phương pháp hấp thu linh khí bên ngoài này, bởi vì kinh mạch đứt đoạn thêm tắc nghẽn, hắn căn bản không có cách nào hấp thu linh khí, biện pháp duy nhất chính là hấp thu từ bên trong. Sau khi đá năng lượng cực phẩm tiến vào trong cơ thể, từng chút linh khí xuất hiện ở trong cơ thể của Dương Diệp. Dương Diệp bất ngờ phát hiện, sau khi những linh khí này vào trong cơ thể hắn đã chuyển hóa thành huyền khí màu tím. Cho dù nó không phải thật sự là hồng mông tử khí, nhưng cũng không phải là huyền khí bình thường, điều này làm cho Dương Diệp mừng như điên. Nhờ tử khí chữa trị, những kinh mạch bị đứt đoạn trong cơ thể hắn đang bắt đầu chậm rãi được chữa trị, cho dù rất chậm, nhưng điều này làm cho hắn nhìn thấy hy vọng. Tuy nhiên sắc mặt hắn lại đau khổ, bởi vì đá năng lượng cực phẩm này đã tiêu hao hết. Sau khi một viên đá năng lượng thượng phẩm chuyển hóa thành huyền khí màu tím, sẽ chỉ còn lại rất ít. Ít đến mức căn bản không có tác dụng gì. Ta cần càng nhiều đá năng lượng hơn, tốt nhất là đá năng lượng siêu phẩm, hoặc bảo vật ẩn chứa năng lượng khác. Nhưng vấn đề lại xuất hiện, lúc này Hồng Mông Tháp đã đóng, đá năng lượng từ đâu ra? Lẽ nào cứ cắt xén thức ăn của ngựa mãi à? Căn bản không thể làm được như vậy, bởi vì làm vậy căn bản không có tác dụng gì. Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra. Dương Diệp mở hai mắt ra và thấy một thanh kiếm để ở chỗ cổ họng của hắn. Người đến là nhị tiểu thư Phạm gia, Phạm Mộng. Người quái dị, giúp ta trộm một con ngựa ra ngoài. Phạm Mộng lạnh lùng nói. Dương Diệp âm thầm phát động kiếm ý của tổ sư kiếm tông, sau đó nói. Nhị tiểu thư cần thiên mã thì trực tiếp đi tới chuồng ngựa viện không phải được rồi sao? Tại sao còn muốn ta đi trộm giúp tiểu thư? Hừ. Mã tổng quản kia căn bản không cho ta, nói tỷ tỷ của ta đã thông báo với hắn rồi. Phạm Mộng tức giận nói. Ngươi là người chăn ngựa, ngươi đi kéo ngựa ra, hắn căn bản sẽ không đề phòng. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám từ chối ta sẽ giết ngươi. Dương Diệp cười gượng, nói. Nhị tiểu thư, nhiều người chăn ngựa như vậy, tiểu thư tìm ta làm gì? Bởi vì lá gan của ngươi lớn nhất. Phạm Mộng nói. Những người khác đều sợ tỷ tỷ của ta, bọn họ chắc chắn không dám trộm ngựa cho ta đi. Ta vừa len lén nhìn thấy, ngươi hình như không sợ tỷ tỷ của ta, cho nên ta tới tìm ngươi. Nói xong, nàng ấn kiếm vào trên cổ của Dương Diệp, nói. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng do dự nữa, nếu còn do dự, ta sẽ không đuổi kịp đám người tỷ tỷ. Trên gương mặt Dương Diệp đầy vạch đen, nói. Nếu để cho tỷ tỷ của tiểu thư biết ta trộm ngựa cho ngươi. Nàng sẽ giết ta. Phạm Mộng tức giận nói. Nam tử hán đại trượng phu, người còn sợ chết, người có phải là nam nhân không? Ta ngất. Khuôn mặt Dương Diệp co giật. Suy luận của tiểu nha đầu này quá nghịch thiên. Trầm ngâm một lát, Dương Diệp nói. Ta giúp tiểu thư trộm ngựa thì có lợi gì? Lợi à? Phạm Mộng hơi ngẩn người ra, sau đó nói. Lợi là không giết ngươi. Dương Diệp. Dương Diệp nói. Cho ta 10 viên,
không cho ta 100 viên đá năng lượng cực phẩm, ta giúp tiểu thư trộm ngựa, thế nào? Hắn xem như đã nhìn ra, nhà đầu kia là quyết tâm trộm ngựa, nếu không có cách nào từ chối, vậy cũng chỉ có thể kiếm chút lợi ích từ trên người nàng. Dương Diệp vừa mới dứt lời, một chiếc nhẫn chứa vật đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, chỉ thấy Phạm Mộng nói. Ngươi thật không có tiền đồ gì cả, không ngờ chỉ cần 100 viên đá năng lượng thượng phẩm, đấy, ở đây có 1.000 viên đá năng lượng cực phẩm, bây giờ chúng đều là của ngươi, đi, nhanh đi trộm ngựa cho ta. 1.000 viên đá năng lượng cực phẩm. Dương Diệp hít sâu một hơi, nếu như hấp thu những viên đá năng lượng này, hắn ít nhất có thể thăng cấp đến cảnh giới vương giả hạ phẩm. Chỉ cần thăng cấp đến cảnh giới vương giả, vậy hắn có thể tạm thời rời khỏi Phạm gia, về phần vỏ kiếm thì chờ sau này tới lấy cũng không muộn. Ở dưới sự hấp dẫn như vậy, Dương Diệp không hề do dự, giúp Phạm Mộng trộm ngựa. Bởi vì bản thân hắn chăn ngựa, bởi vậy, dễ dàng có thể dẫn ngựa ra ngoài. Nhìn thấy thiên mã, Phạm Mộng vui mừng, vội vàng ngồi lên, đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Nếu như ta đi, ngươi nhất định sẽ đi mật báo, đến lúc đó, ta chắc chắn sẽ bị bắt trở lại. Không được, ngươi phải đi cùng với ta. Nói xong, nàng cũng không đợi Dương Diệp phản đối, đã trực tiếp chộp lấy Dương Diệp ném ở phía sau lưng mình, sau đó hét một tiếng, giá, biến mất ở phía chân trời. Không được tỏ vẻ ta đây. 1. Dương Diệp quá khiếp sợ, hắn không nghĩ tới tiểu nha đầu này tự nhiên trực tiếp dẫn hắn đi. Lấy trạng thái của hắn bây giờ làm sao có khả năng chịu đựng nổi tốc độ của con thiên mã này. Bởi vậy, vừa bay đến không trung, mặt hắn bị gió mạnh thổi tới mức vặn veo. Hắn muốn nói chuyện, nhưng lúc này hắn căn bản nói không nên lời. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ôm chặt lấy Phạm Mộng, áp mặt ở trên lưng của Phạm Mộng. Thật khó chịu. Trong lòng Dương Diệp thật muốn chửi to. Từ trước tới nay Phạm Mộng chưa từng bị người khác phái ôm như vậy, sau khi bình tĩnh lại. Nàng lập tức giận tím mặt. Này, ngươi làm gì vậy? Nhanh thả ra, nếu không ta ném người xuống. Dương Diệp làm gì có can đảm thả ra chứ? Không chỉ không thả, trái lại còn ôm chặt hơn nữa. Chẳng qua dưới tình thế cấp bách, hắn hình như ôm nhầm chỗ rồi, chỗ tay chạm vào mềm mại muốn chết, hắn còn nhéo thử. Sau khi biết đó là vật gì, hắn biết mình tiêu rồi. Quả nhiên. A, ta giết ngươi. Giọng nói Phạm Mộng vang vọng trong không trung, khi nàng rút kiếm chuẩn bị cho Dương Diệp một kiếm, phía dưới đột nhiên có một đường ánh sáng màu vàng phóng lên cao, tốc độ của ánh sáng màu vàng rất nhanh, nhanh đến mức Phạm Mộng cũng không nhìn thấy, nhưng Dương Diệp lại nhìn thấy, cũng cảm giác được. Hắn không hề do dự, ôm Phạm Mộng lắc một cái, trực tiếp rơi khỏi thiên mã. Phạm Mộng giận dữ, nhưng khi nàng nhìn thấy thiên mã của mình nổ nát mới ngây người. Đừng đứng ngây ra đó nữa. Nhanh nghĩ cách đi, nếu không chúng ta sẽ ngã chết đấy. Dương Diệp ôm chặt lấy Phạm Mộng, nhìn thấy tiểu nha đầu này còn đang đờ người ra thì không khỏi vội vàng giận dữ hét lên. Mới vừa nói xong, gió mạnh lọt vào trong miệng hắn, làm hắn vội vàng ngậm miệng lại. Lúc này Phạm Mộng đã lấy lại tinh thần, nàng vội vàng thi triển ra huyền khí cánh chim, chẳng qua vừa dừng lại đã có một đường ánh sáng màu vàng bắn nhanh về phía nàng. Tốc độ của ánh sáng màu vàng kia rất nhanh. Lực lượng trong đó cũng rất khủng khiếp, Phạm Mộng chỉ vừa liếc nhìn đã biết nàng tuyệt đối không thể chống lại ánh sáng màu vàng này. Giờ phút này, sắc mặt nàng trắng bệch. Huyền khí chút vào trong kiếm, kiếm ý gia tăng. Dương Diệp đột nhiên nắm bàn tay cầm kiếm của Phạm Mộng, sau đó quát lớn. Mặc dù Phạm Mộng không hiểu, nhưng vẫn thực hiện theo lời Dương Diệp nói. Bởi vì lúc này nàng căn bản không có biện pháp nào khác. Khi nàng vừa chút huyền khí vào trong kiếm, đồng thời gia tăng kiếm ý ở trên thân kiếm, ánh sáng màu vàng kia đã đi tới cách mặt nàng không đến 3 tấc. Chính vào giờ phút này, nàng cảm giác tay của mình cử động, sau đó ánh sáng màu vàng dừng lại. Sau yên lặng trong chớp mắt, bành, một tiếng, ánh sáng màu vàng kia trực tiếp nổ tung ra, trong đó phát ra sóng khí mạnh mẽ đẩy hai người rơi thẳng xuống. Trên một cái cây lớn trên mặt đất phía dưới, một nam tử cầm trường cung trong tay nhíu mày, nói. Sao có thể như vậy được? Nhà đầu kia chỉ là cảnh giới linh giả hạ phẩm, cho dù có đạt tới kiếm ý tầng 4 cũng căn bản không có khả năng phá được mũi tên của ta, thật kỳ lạ. Sau khi im lặng một lát, nam tử kia di chuyển, lao về phía chỗ Dương Diệp cùng Phạm Mộng rơi xuống.
Tình trạng hai người Dương Diệp cùng Phạm Mộng lúc này không tốt lắm. Sau khi hai người rơi xuống mặt đất còn chưa chết, bởi vì bọn họ rơi vào một cánh rừng, bị một ít cây lớn làm giảm tốc độ trước khi chạm đất. Đương nhiên, hai người cũng không tốt lắm, đặc biệt là Dương Diệp, bởi vì lúc rơi trên mặt đất, hắn ở phía dưới. Cơ thể hắn bây giờ đã không phải là cơ thể trước đây, vừa bị ngã như vậy, thiếu chút nữa thì chào từ biệt cái mạng già rồi. Không được, nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực, nếu không sớm muộn cũng bị chơi chết. Dương Diệp đau tới khóe miệng co rút, bây giờ hắn không thể cử động được. Mà vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác cổ họng mình mát lạnh, vừa mở mắt nhìn đã chỉ thấy Phạm Mộng cầm kiếm để ở trên cổ của hắn. Người cuối cùng là ai? Trong mắt Phạm Mộng đầy hưng phấn cùng kích động. Vừa rồi đâm một cái như vậy, người hình như đâm vào vị trí yếu nhất của ánh sáng màu vàng kia, sau đó ta không biết nói như thế nào nữa. Ngươi, hình như nàng quá kích động, nói cũng không thể nói lưu loát được. Có thể thả kiếm ra rồi hãy nói không? Dương Diệp nói, nữ tử này động một chút là rút kiếm. Phạm Mộng nói, ngươi hãy thành thật đi, ngươi tới chúng ta Phạm gia có mục đích gì? À, ta biết rồi. Nói đến đây, nàng thu kiếm, sau đó tới gần Dương Diệp và cười híp mắt nói. Ngươi nhất định là thích tỷ của ta, cho nên ngươi che giấu thực lực của mình tới nhà của ta, mục đích chính là để tiếp cận tỷ của ta, đúng không? Ngươi đừng nói nữa, ta biết chắc chắn là như vậy. Dương Diệp có chút ngỡ ngàng. Lúc này, Phạm Mộng đột nhiên vỗ nhẹ vào vai của Dương Diệp, sau đó nói. Ta cho ngươi biết, ta là người có quan hệ tốt nhất với tỷ tỷ của ta, chỉ cần ta nói giúp ngươi, ngươi muốn theo đuổi tỷ của ta sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, ngươi phải dạy ta chiêu vừa rồi. Nghe vậy, Dương Diệp có chút buồn cười, hắn biết một chiêu kia nhìn như đơn giản, nhưng chỉ cần là người tu kiếm đều biết, thật ra nó hoàn toàn không đơn giản chút nào. Không hề nghi ngờ, nhà đầu kia coi hắn là cao thủ. Nhà đầu trước mắt này nhìn như tùy tiện, thật ra hoàn toàn không ngu, không chỉ không ngu ngốc, còn có rất nhiều ý xấu. Dương Diệp nói, tạm thời đừng nói chuyện này nữa, người đuổi giết nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định, chúng ta tốt nhất nên mau chóng rời khỏi đây. Phạm Mộng vung tay lên, rất khí thế nói. Người lợi hại như vậy còn phải sợ hắn sao? Chờ hắn qua, ngươi liền trực tiếp giết chết hắn là được. Ta bảo đảm sẽ nói tốt cho ngươi ở trước mặt tỷ của ta. Bà cô, nàng nhìn tình trạng của ta bây giờ thế nào, ta thậm chí còn chưa cử động được, đi giết chết hắn thế nào. Bị hắn giết chết còn được. Dương Diệp thật sự muốn tát bay nha đầu kia đi. Đúng là đầu óc ngu ngốc. Hình như cũng đúng. Phạm Mộng quan sát Dương Diệp, sau đó nói. Vậy làm sao bây giờ? Ta dẫn theo ngươi. Chắc chắn không chạy thoát được. Vậy nàng đi đi. Dương Diệp bình tĩnh nói. Vậy thì không tốt lắm đâu. Phạm Mộng có chút ngượng ngùng. Dù sao, vừa rồi Dương Diệp đã cứu nàng một mạng. Dương Diệp nói. Không có gì không tốt cả. Một mình nàng đi, nhất định sẽ có cơ hội chạy trốn. Nếu như mang theo ta, có lẽ nàng không có chút cơ hội nào đâu. Ngươi nói cũng đúng. Phạm Mộng khẽ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Đi nhanh đi, còn ở đây không đi, có lẽ sẽ không kịp nữa. Phạm Mộng khẽ gật đầu, sau đó xoay người bỏ chạy. Thấy thế, Dương Diệp khẽ lắc đầu, lấy ra một vài đá năng lượng cực phẩm nuốt vào bụng, bắt đầu hấp thu linh khí. Hắn không trách Phạm Mộng, đối phương cùng hắn không thân cũng chẳng quen, sao có thể vì hắn mà làm mình rơi vào đường cùng được. Đúng lúc này, Phạm Mộng lại đột nhiên quay về bên cạnh của Dương Diệp. Nàng không nói một lời nào, trực tiếp công Dương Diệp lên, sau đó chạy về phía xa. Dương Diệp sửng sốt hồi lâu, sau đó nói. Sao nàng chạy về? Phạm Mộng nói. Ngươi vừa cứu ta, nếu như ta thấy chết mà không cứu được, ta cảm giác áy náy, nghe bọn họ nói, tâm niệm không thuận, sẽ không tốt cho kiếm đạo. Dương Diệp im lặng hồi lâu, nói. Nàng mình tự học kiếm đạo, hay có người dạy? Phạm Mộng có chút ủy khuất nói. Cho dù nhà chúng ta tương đối có tiền, nhưng căn bản không mời nổi kiếm tu lợi hại, cổ kiếm trai không muốn nhận ta, cho nên ta đều tự mình suy nghĩ, bằng không thì hỏi tỷ tỷ, tuy nhiên tỷ tỷ không biết nhiều về kiếm đạo. Vì sao cổ kiếm trai không nhận nàng? Dương Diệp hỏi. Bọn họ thu người thấp nhất cũng phải đạt được kiếm ý tầng 6 trở lên,
hơn nữa không thể vượt quá 16 tuổi. Bây giờ ta đã 16 tuổi, nếu như năm nay không vào được, vậy sau này sẽ không có cơ hội nữa. Không tiến vào cổ kiếm trai, ta lại không có cách nào giúp tỷ tỷ, khi đó, tỷ tỷ nhất định sẽ bị buộc gả cho tên bại hoại Diệp gia kia. Phạm Mộng nói. Dương Diệp lắc đầu, sau đó khẽ xoa đầu của Phạm Mộng, nói. Sau này ta dạy cho nàng. Thật sao? Phạm Mộng vui mừng hỏi lại. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Tự nhiên, tuy nhiên nàng không thể nói cho tỷ của nàng biết. Vì sao? Phạm Mộng không hiểu. Dương Diệp cân nhắc một lát, nói. Nàng cũng thấy đấy, bây giờ vết thương của ta rất nặng, hơn nữa thực lực cũng chưa khôi phục. Nếu để cho kẻ thù của ta biết tình hình của ta hiện tại, vậy bọn họ nhất định sẽ tới giết ta, cho nên ta chỉ có thể len lén dạy nàng. Thật ra, hắn cũng không nói dối, hắn không quên Lục Nguyên Hạo có thể ở thiên ngoại thiên này, nếu để cho đối phương biết hắn còn sống, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không có năng lực phản kháng. Trước đây ngươi nhất định là một người đặc biệt lợi hại, đúng không? Trong giọng nói của Phạm Mộng đầy vẻ hưng phấn, giống như phát hiện ra một bảo tàng vậy. Bình thường thôi. Dương Diệp nói. Có lợi hại như Lục Uyển Nhi không? Ta cho ngươi biết, nàng lại là cảnh giới hoàng giả, hơn nữa còn là kiếm ý thiên cấp, nghe nói nàng còn có thân kiếm kỳ ảo gì đó, cho dù ta không biết đó là cái gì, nhưng hình như rất lợi hại. Sau khi nàng xuất hiện, rất nhiều thiên tài của Cố Kiêm trai đều thua ở trong tay nàng. Nói đến Lục Uyển Nhi, trong giọng nói của Phạm Mộng lộ vẻ sùng bái. Lục Uyển Nhi. Dương Diệp mỉm cười, không nói gì thêm. Thật ra, hắn cũng muốn đi gặp nàng, chỉ có điều, với tình trạng của hắn bây giờ hắn thì căn bản không được. Đúng rồi, nếu như ta lợi hại như nàng, nhà chúng ta sẽ không bị Diệp gia uy hiếp, tỷ tỷ cũng sẽ không cần gả cho người tỷ ấy không thích. Phạm Mộng đau lòng nói. Dương Diệp nói. Không vội, có thể từ từ sẽ đến. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhíu mày, sau đó nói. Dừng lại. Cho dù Phạm Mộng không hiểu, nhưng vẫn dừng lại. Trải qua linh khí tẩm bổ, lúc này Dương Diệp đã có một ít năng lực hoạt động, hắn xoay người nhìn về phía xa, nói. Hắn đã đuổi tới rồi. Theo Dương Diệp vừa dứt lời, một nam tử mặc áo bào gấm màu đen, trong tay cầm trường cung màu đen xuất hiện ở trong tầm mắt của hai người. Thần tiễn thủ Liễu Vô Phong. Nhìn thấy người tới, gương mặt Phạm Mộng chợt trắng bệch. Dương Diệp cũng nhíu mày. Bởi vì đối phương là cảnh giới tôn giả hạ phẩm, cao hơn Phạm Mộng tròn một cấp lớn. Dương Diệp lắc đầu và kéo tay Phạm Mộng, đi về phía Liễu Vô Phong, nói. Chúng ta chờ ngươi rất lâu rồi. Đồng thời, trong lòng hắn thầm nghĩ. Lần này, không giả vờ ta đây cũng không được. Chờ mình à. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, nam tử này vốn muốn ra tay chợt sửng sốt. Không có thực lực, ta cũng muốn giả vờ. Một. Thần tiễn thủ Liễu Vô Phong, một tay tiễn thuật xuất thần nhập hóa, được gọi là người đứng đầu cảnh giới tôn giả ở Thiên Phong Thành của chúng ta. Cho dù là tỷ tỷ cũng phải kiêng kỵ. Phạm Mộng rất sợ Dương Diệp khinh địch, vội vàng khẽ nói. Ta đã sử dụng truyền âm phù thông báo với tỷ tỷ, chỉ cần tỷ tỷ vừa tới, chúng ta sẽ được cứu. Người đứng đầu cảnh giới tôn giả, ha ha. Dương Diệp ngẩn người, sau đó phá lên cười. Lần này. Không chỉ Liễu Vô Phong sửng sốt, ngay cả Phạm Mộng cũng bối rối. Cười một lát, Dương Diệp kéo Phạm Mộng chậm rãi đi về phía Liễu Vô Phong, nói. Một kiếm, người đã được của ta một kiếm, ta tha cho người một mạng. Giọng điệu ung dung giống như Liễu Vô Phong chính là một đống cặn bã. Phạm Mộng chớp chớp mắt, trong mắt xuất hiện vẻ sùng bái. Mặc dù người này chỉ là cảnh giới phàm nhân. Nhưng huyền giả cảnh giới phàm nhân có khả năng nắm giữ khí chất trên người như vậy. Chắc người này là người đã phá được mũi tên của ta lúc trước. Người có thể dễ dàng phá được tê diễn thuật của ta, hẳn là không tầm thường. Liễu Vô Phong không hề động thủ, lúc này sắc mặt hắn càng thêm nghiêm trọng. Dương Diệp tiếp tục kéo tay Phạm Mộng đi về phía ác Liễu Vô Phong, cho dù trên người của Dương Diệp không có tản ra bất kỳ khí thế nào, nhưng Liễu Vô Phong cảm giác dường như có một ngọn núi lớn đè lên người hắn. Làm cho nhịp tim của hắn cũng đập chậm lại. Vẻ mặt Liễu Vô Phong càng thêm nghiêm trọng. Vẻ sùng bái trong mắt Phạm Mộng càng lộ rõ. Dần dần, trên mặt Liễu Vô Phong bắt đầu lấm tấm mồ hôi, nhưng hắn không chạy trốn, bởi vì hắn biết bây giờ chạy trốn, vậy hắn sẽ tiêu luôn. Thật ra,
Lúc này trong lòng Dương Diệp cũng khẩn trương, bây giờ hắn đang tiến hành trấn áp tâm lý với Liễu Vô Phong, nói thật dễ nghe gọi trấn áp tâm lý, nói khó nghe chính là đang hù dọa người. Chỉ cần Liễu Vô Phong ra tay, khí thế trấn áp tâm lý do hắn tạo thành sẽ lập tức sụp đổ. Đương nhiên, hắn có thể phát động kiếm ý của tổ sư kiếm tông giết chết Liễu Vô Phong, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn phát động kiếm ý kia. Bây giờ hắn không có khả năng như trước đây, bây giờ nếu như hắn phát động kiếm ý kia, nhất định sẽ bị kiếm ý kia cắn trả, dù sao bây giờ hắn mới là kiếm ý tầng 1, nghiêm khắc mà nói, ngay cả kiếm ý tầng 1 cũng không bằng, miễn cưỡng phát động kiếm ý vượt qua thiên cấp tầng 3, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Khi đi cách Liễu Vô Phong 6 trượng, trên mặt Liễu Vô Phong đầy mồ hôi lạnh, không chỉ vậy, trong mắt của hắn còn có tơ máu, nhưng hắn không có chạy trốn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệp thầm gật đầu, thực lực của người trước mắt này có thể không quá mạnh, nhưng tâm tính cùng nghị lực lại không tệ. Đúng lúc này, một khí thế đột nhiên lao ra khỏi cơ thể của Liễu Vô Phong. Cảnh giới tôn giả trung phẩm. Không ngờ Liễu Vô Phong vượt qua được trấn áp tâm lý của Dương Diệp. Khóe miệng Dương Diệp hơi khẽ giật, giả vờ châu bò có chút thất bại rồi, người này không chỉ không bị hù dọa rời đi, trái lại còn làm cho đối phương lên cấp. Cái này chơi vui rồi đây. Gương mặt Phạm Mộng trắng bệch, Liễu Vô Phong không biết tình hình của Dương Diệp, nhưng nàng biết, nếu như bây giờ Liễu Vô Phong ra tay, vậy hai người bọn họ nhất định phải chết. Phù. Liễu Vô Phong thở ra một hơi, toàn thân thả lỏng, áp lực lúc trước cũng không còn tồn tại. Hắn nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt còn vẻ nghiêm trọng như trước đây, chỉ còn có ý chí chiến đấu dâng cao. Cho dù đối mặt với cường giả cảnh giới hoàng giả hạ phẩm, ta cũng có sức đánh một trận. Nói xong, hắn lấy ra một mũi tên màu xanh sẫm gài lên trên dây cung. Môi Phạm Mộng khẽ giật, nắm chặt tay của Dương Diệp. Mà lúc này, Dương Diệp lại lắc đầu cười, nói. Tâm tính và nghị lực không tệ, hôm nay nếu như ngươi không chết, sau này nhất định sẽ có thành tựu. Nói xong, hắn cầm thanh trường kiếm được gài bên thắt và ưng của Phạm Mộng. Khi hắn cầm thanh kiếm kia, nó đột nhiên phát ra một tiếng kiếm ngân, đồng thời còn run rẩy. Giờ phút này, kiếm này giống như đang sống. Đồng tử của Liễu Vô Phong co lại, sâu trong đôi mắt hiện ra vẻ nghiêm trọng. Mà Phạm Mộng nhìn Dương Diệp với vẻ không thể tưởng tượng nổi, trong mắt đầy kinh ngạc cùng nghi ngờ. Dương Diệp khẽ cười, sau đó kéo tay của Phạm Mộng tiếp tục đi về phía Liễu Vô Phong. Ta vốn muốn một kiếm kết thúc ngươi, nhưng ta luyến tiếc người có tài, một kiếm giết ngươi như thế, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Nói xong, hắn ngừng lại, tay hơi dùng sức cắm kiếm xuống mặt đất, sau đó nhặt cành cây dài 3 thước trước mặt lên. Phạm Mộng cùng Liễu Vô Phong thấy hành động của Dương Diệp thì đều không hiểu. Hai người nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, đặc biệt là Liễu Vô Phong, lúc này trong mắt hắn càng thêm nặng nề. Bởi vì nhìn thế nào người tóc bạc quái dị trước mắt này cũng không phải là một người đơn giản. Dương Diệp nhặt cành cây lên và nhét vào tay phải của Phạm Mộng, sau đó đi tới phía sau Phạm Mộng, tay trái vòng qua thắt lưng của Phạm Mộng, tay phải nắm lấy bàn tay phải cầm cành cây của Phạm Mộng. Mùi nam tử bay tới làm mặt Phạm Mộng đỏ bừng, nàng đang muốn phản kháng, Dương Diệp lại đột nhiên giơ tay phải của nàng lên, chỉ thẳng vào Liễu Vô Phong, nói. Nếu ta ra tay, khó tránh khỏi có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Tới đây, ta không phát động huyền khí cùng kiếm ý, để đồ tôn này của ta so chiêu với người, cũng để cho nàng học được cách phải dùng kiếm như thế nào. Nói xong, Dương Diệp cúi người nói khẽ bên tai của Phạm Mộng. Phát động huyền khí. Gia tăng kiếm ý vào cành cây, không nên suy nghĩ loạn, bình tĩnh tập trung tinh thần. Cho dù không thoải mái với Dương Diệp làm như vậy, nhưng Phạm Mộng cũng biết, lúc này nàng không có lựa chọn khác, không có cách nào, nàng không thể làm gì khác hơn là ép cảm xúc xuống, làm theo lời hắn nói. Tay trái của Dương Diệp nắm thật chặt thắt lưng nhỏ nhắn của Phạm Mộng, nắm tay phải của Phạm Mộng hơi dùng sức, nhìn về phía Liễu Vô Phong, nói. Tới đi. Liễu Vô Phong nhìn Dương Diệp một lát, thấy Dương Diệp quả thật không có phát động huyền khí cùng kiếm ý thì không khỏi có chút do dự. Bởi vì điều này chứng minh đối phương không sợ hãi, nhưng rời đi như thế, hắn thật sự không cam lòng. Do dự một lúc, trong mắt Liễu Vô Phong lóe lên một tia sáng lạnh, hai tay hơi dùng lực, mũi tên trong tay hắn nhắm thẳng vào mi tâm của Phạm Mộng và bắn ra nhanh như điện chớp. Tốc độ của mũi tên giống như tia chớp, mang theo tiếng sấm nổ mạnh. Phạm Mộng khẽ run lên,
trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, bởi vì đừng nói nàng đỡ được một mũi tên này, cho dù nhìn cũng không hề nhìn thấy. Mà vào lúc này, nàng cảm giác tay của mình khẽ động. Keng! Một âm thanh vang lên trong không trung, tiếp theo, mũi tên của Liễu Vô Phong dừng cách mặt Phạm Mộng 30 mấy tấc. Phạm Mộng chú ý, chỉ thấy cành cây trong tay nàng đã đâm vào vị trí nửa tấc từ đầu mũi tên xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt Phạm Mộng lập tức sáng lên, bởi vì vị trí này là chỗ yếu nhất, cũng là vị trí chí mạng nhất của mũi tên. Cành cây đâm vào vị trí này lại giống như đánh rắn đánh dập đầu, có hiệu quả ngoài dự đoán. Liễu Vô Phong nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt càng thêm nặng nề. Bây giờ hắn đã xác định được một việc, nam tử tóc trắng trước mắt này thật sự không phải là người bình thường. Thực lực của đối phương có khả năng cao hơn hắn, nhưng hắn vẫn không cam lòng. Khi thấy tiến kỹ của mình bị người dễ dàng phá vỡ như vậy. Vì vậy, hắn lại gài tên, kéo cung, bắn ra một mũi tên khác. Mũi tên mang theo một đuôi ánh sáng màu xanh thật dài lướt qua không trung, nó đi qua nơi nào, không khí bị xé rách, tiếng không khí nổ vang. Mặt Phạm Mộng trắng bệch, bởi vì mũi tên này vừa rời khỏi dây cung, nàng đã cảm nhận được một khí thế mạnh mẽ, khí thế kia khiến nàng không thể phản kháng được. Nàng biết, đây là tiến thế của huyền giả. Mặc dù Liễu Vô Phong chưa lĩnh ngộ được chân ý của mũi tên, nhưng mũi tên của hắn đã có tiến thế riêng. Hơn nữa tiến thế này còn rất mạnh, ít nhất hoàn toàn không kém hơn kiếm ý tầng 4 của nàng. Hơn nữa cảnh giới của đối phương cao hơn nàng, không có ưu thế của kiếm ý, nàng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mà vào lúc này, nàng cảm thấy được tay của mình lại dịch chuyển, tiếp theo. Mũi tên của Liễu Vô Phong này đã dừng lại ở trước mặt nàng. Sau đó ánh sáng màu xanh lục tản đi, rơi trên mặt đất. Tuy nhiên lần này tay của nàng tách, máu tươi chậm rãi tràn ra. Lực đạo còn được, nhưng khí thế cùng tốc độ chưa đủ, hơn nữa tiến kỹ của ngươi quá mức đơn giản, không đủ xảo quyệt. Không có tốc độ cùng lực lượng căn bản, quá mức đơn giản thì thành thứ vô dụng thôi. Bây giờ tiến kỹ của ngươi chính là quá vô dụng, đừng nói hai mũi tên, cho dù 200 mũi tên ta cũng có thể dễ dàng phá vỡ. Dương Diệp nhìn Liễu Vô Phong chậm rãi nói. Liễu Vô Phong trầm ngâm một lát, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng lạnh, tiếp theo giơ cung cài tên, đầu ngón tay bắn ra liên tục. Từng mũi tên bắn nhanh về phía Dương Diệp, những mũi tên này không hiện lên theo đường, mà từ các loại góc độ khác nhau lao về phía hai người Dương Diệp, thậm chí có mũi tên sắp đến trước mặt hai người Dương Diệp thì đột nhiên quay ngược trở lại, sau đó lại lấy một góc độ khác để tấn công. Nếu như trước đó những mũi tên của Liễu Vô Phong đơn giản, như vậy lần này, mũi tên của hắn phức tạp hơn nữa còn là đặc biệt phức tạp, bởi vì những mũi tên này giống như đều có người đang điều khiển vậy, bay lượn xung quanh Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Phạm Mộng hoàn toàn ngây người, nàng căn bản không biết phải làm sao với loại công kích này. Khi nàng hơi nghiêng đầu nhìn về phía Dương Diệp, phát hiện Dương Diệp tự nhiên chậm rãi nhắm mắt lại. Tiếp theo, tay của nàng bắt đầu di chuyển. Cành cây đâm trước, chọc nghiêng, quét ngang, điểm nhẹ, bổ mạnh. Theo tay của nàng vung lên, từng mũi tên không ngừng rơi xuống mặt đất, không bao lâu, tất cả những mũi tên xung quanh hai người đều rơi xuống đất. Kiếm tâm thông minh một kiếm phá vạn pháp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Liễu Vô Phong trắng bệch, trong mắt đầy vẻ khó tin. So với Liễu Vô Phong, Phạm Mộng còn trực tiếp ngây người, hai mắt nàng mở to giống như hóa đá. Dương Diệp chậm rãi mở mắt ra, nhìn Liễu Vô Phong và nói. Cho dù thực lực của ngươi hơi kém một ít, nhưng tâm tính cùng thiên phú lại không tệ, giết ngươi thì khó tránh khỏi quá đáng tiếc. Ngươi đi đi, đúng rồi, đừng tiết lộ với người khác về ta, cũng đừng nhắc với người khác về ta, nếu không, ngươi chết thế nào cũng không biết đây. Liễu Vô Phong hít sâu một hơi, sau đó thi lễ với Dương Diệp, nói. Đa tạ tiền bối không giết. Nói xong. Hắn xoay người rời đi, nhưng mới đi được hai bước hắn đã dừng lại, sau đó nói. Phạm cô nương, cẩn thận Diệp gia. Nói xong, hắn thoáng di chuyển, biến mất khỏi tầm mắt của hai người. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm, mà vào lúc này có mấy bóng người đột nhiên xuất hiện. Đó chính là Phạm Ly cùng Lý Thanh Y, mà bên cạnh hai người còn có hai thanh niên khác. Khi mấy người Phạm Ly nhìn thấy Dương Diệp cùng Phạm Mộc, mấy người nhất thời sửng sốt. Bởi vì lúc này Dương Diệp dính sát vào sau ưng Phạm Mộng, tay trái của hắn vẫn ôm lấy thắt lưng của Phạm Mộng, tay phải còn cầm tay của Phạm Mộng. Cẩu nô tài làm càn.
Tiếng gầm thét giận dữ của Phạm Ly đột nhiên vang lên, tiếp theo, Dương Diệp phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mượn đao giết người, một. Dương Diệp bay thẳng ra mấy trăm trượng, đụng gãy 7-8 cây lớn mới rơi xuống mặt đất. Trong cơ thể cuồn cuộn, mắt nổ đom đóm, toàn thân đau đớn, ý thức bắt đầu mơ hồ. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này. Lần này, trong lòng Dương Diệp thật sự có chút căm tức. Mà vào lúc này, Phạm Ly lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó lạnh lùng nói. Trước đó ta đã từng nói với ngươi, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi bây giờ, nhưng hiện tại xem ra ngươi không nghe lọt tai. Nếu đã vậy, ta không giữ ngươi lại được nữa. Nói, nàng chậm rãi giơ tay phải lên, một trường phong lập tức hiện ra. Trong mắt Dương Diệp hiện lên sự hung ác, âm thầm phát động kiếm ý của tổ sư kiếm tông trong đầu, cho dù phát động kiếm ý có thể phải trả cái giá khó có thể chịu đựng được, nhưng bây giờ hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Trong nháy mắt khi hắn muốn phát động tia kiếm ý này để giết chết nữ tử kia, Phạm Mộng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phạm Mộng vội vàng đỡ hắn lên, nói. Ngươi không sao chứ? Nghe nàng hỏi vậy, Dương Diệp trợn trừng mắt. Bộ dạng mình giống như không sao à? Không thấy ngay cả đứng cũng không đứng vững sao? Tiểu Mộng, muội tránh ra. Lúc này, Phạm Ly phía sau Phạm Mộng bỗng nhiên lạnh lùng nói. Hai mắt Dương Diệp nheo lại, kiếm ý trong đầu đã chuẩn bị phát ra bất kỳ lúc nào. Phạm Mộng hít sâu một hơi, xoay người nhìn Phạm Ly, nói. Tỷ làm gì thế? Lần nào cũng tự cho mình là đúng. Tỷ biết vừa xảy ra chuyện gì sao? Tỷ không biết gì cả, vừa rồi nếu không phải là... Láo xược! Phạm Ly đột nhiên cắt ngang lời Phạm Mộng, trong mắt nàng đầy tức giận. Muội vì hắn mà chống lại ta à? Phạm Mộng hình như hơi sợ tỷ mình, nhưng nàng không lùi bước, mà vẫn tiếp tục nói. Trước đó nếu không phải nhờ có hắn, ta... Tiểu Mộng, muội bớt tranh cãi. Đúng lúc này, một nam tử áo bào màu trắng đột nhiên đi tới, hòa giải. Muội có biết tỷ của muội lo lắng cho muội thế nào không? Trước đó, chúng ta vốn sắp thành công, nhưng nàng đột nhiên nhận được truyền âm phù của muội đã lập tức bỏ qua, đồng thời còn cầu xin chúng ta theo nàng chạy tới đây, chính là sợ muội xảy ra chuyện gì. Ai biết chúng ta đến đây thì không thấy Liễu Vô Phong đâu, lại nhìn thấy muội. Nói đến đây, nam tử áo bào màu trắng liếc nhìn Dương Diệp phía sau Phạm Mộng, sau đó nói: "Tiểu Mộng, muội nói xem muội cùng người thấp hèn kia làm như vậy, muội bảo mặt mũi của tỷ muội thế nào?" "Muội bảo mặt mũi của Phạm gia phải làm sao? Muội không còn nhỏ nữa, cũng nên hiểu chuyện đi." Phạm Mộng liếc nhìn Phạm Ly, hơi cúi đầu và nói: "Tỷ, xin lỗi." Nghe vậy, Phạm Ly mới bất giận, cũng nói nhẹ nhàng hơn: "Tránh ra, trong mắt người này không có tôn ti, làm hại tới danh dự của muội, ta không thể để cho hắn sống được." Không được. Phạm Mộng thoáng cái lại trở nên cứng rắn. Tỷ không thể giết hắn được, ta. Nàng muốn nói cho mấy người trước mắt biết chuyện gì xảy ra trước đó, nhưng lại không nói ra miệng được. Bởi vì nàng hiểu rõ, cho dù nàng nói ra, những người này chắc chắn sẽ không tin, không chỉ không tin, có khả năng Dương Diệp sẽ gặp nguy hiểm. Tránh ra. Ánh mắt Phạm Ly dần dần trở nên lạnh lùng. Mặc dù Phạm Mộng sợ tỷ mình, nhưng nàng vẫn không tránh ra. Tuông mắt Phạm Ly xuất hiện sát ý, đương nhiên sát ý này là nhằm vào Dương Diệp, đáng tiếc nàng không phát hiện ra, trong mắt của Dương Diệp cũng vậy. Đúng lúc này đột nhiên vang lên giọng nói của Lý Thanh Y. Ở đây có dấu vết tranh đấu. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy có rất nhiều mũi tên bị gãy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Phạm Ly nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Phạm Mộng, nói. Vừa rồi ở đây đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy tỷ tỷ mình không có ý ra tay nữa, Phạm Mộng thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói. Trước đó bọn muội gặp phải Liễu Vô Phong. Nghe được ba chữ này, ngoại trừ Lý Thanh Y ra, Phạm Ly cùng nam tử áo bào màu trắng cùng với nam tử áo bào màu vàng đều biến sắc. Lúc này, Lý Thanh Y nói. Liễu Vô Phong người này mặc dù chỉ là một tán tu, nhưng tiễn thuật của hắn rất tốt. Ít nhất ở bên trong Thiên Phong Thành không quá 5 người cảnh giới tôn giả có thể thắng được hắn. Lấy tình cảnh ở đây lại thấy được, trước đó hắn chắc đã thi triển ra vạn tiễn quy tông thuật của hắn, nhưng, hắn vẫn thua. Nói xong, nàng nhìn về phía Phạm Mộng, nói. Là ai cứu các ngươi? Đám người Phạm Ly cũng nhìn về phía Phạm Mộng. Phạm Mộng im lặng,
nàng rất muốn nói là Dương Diệp, nhưng nàng vẫn nhịn xuống, bởi vì bọn họ chắc chắn không tin. Hơn nữa nghĩ đến những lời Dương Diệp đã nói với Liễu Vô Phong trước đó, nàng biết, Dương Diệp cũng không muốn để lộ chính mình. Bởi vậy, nàng nói, hắn đã cứu chúng ta, sau đó liền đi, ta không biết hắn là ai. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp thầm thở phào nhẹ nhõm, không phải hắn muốn giấu mình, mà lúc này hắn căn bản không có cách nào phách lối. Mặc dù hắn biết thế giới này chính là thiên ngoại thiên, nhưng mảnh thế giới này còn quá xa lạ với hắn. Giống như lần này, sau khi ra khỏi Thiên Phong Thành, hắn phát hiện, xung quanh Thiên Phong Thành này đều là núi. Núi trải dài chập trùng, nhìn không thấy điểm cuối, Thiên Phong Thành lại giống như bị dãy núi bao quanh. Mà ở trên những ngọn núi, hắn cảm nhận được rất nhiều khí tức cực kỳ cường đại nhưng không rõ ràng, ít nhất mạnh mẽ hơn hắn bây giờ rất nhiều. Bây giờ để lộ một ít bí mật hoàn toàn không có lợi cho hắn. Nghe thấy Phạm Mộng nói vậy, Lý Thanh Y khẽ gật đầu, nói. Người kia có thể dễ dàng phá vỡ tiến ký của Liễu Vô Phong, nhất định là cảnh giới hoàng giả, hơn nữa còn không phải là cảnh giới hoàng giả bình thường. Nếu có cơ hội, ta ngược lại rất muốn kết giao với hắn. Phạm Mộng bĩu môi, là cảnh giới hoàng giả chỗ nào chứ? Căn bản chỉ là cảnh giới phàm nhân. Vậy các ngươi làm sao? Đúng lúc này, ánh mắt Phạm Ly nhìn Dương Diệp rõ ràng không tốt, giọng điệu đầy sát ý. Trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình, nữ nhân này vẫn chưa muốn buông tha cho mình, đương nhiên hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ buông tha cho nữ tử này, Dương Diệp hẳn không phải là kẻ để cho người khác bắt nạt được. Nếu là trước đây, hắn sẽ hoàn toàn không do dự phát động kiếm ý của tổ sư kiếm tông giết chết nữ tử này trong nháy mắt, cho dù là phải trả giá. Nhưng bây giờ, sau khi trải qua một vài chuyện, hắn không còn kích động giống như trước đây. Có lúc kích động, cho dù tạm thời thoải mái, nhưng sẽ phải trả giá cực lớn, không đáng. Phạm Mộng biết, nếu như nàng không thể có lý do giải thích hợp lý, tỷ nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Dương Diệp, nàng suy nghĩ một lát, sau đó nói. Vừa rồi hắn vì cứu ta mới làm như vậy. Dương Diệp cười gượng, nhà đầu kia, cứu người làm gì có chuyện cứu như vậy chứ? Cho dù sự thật đúng là vậy, nhưng vấn đề là tỷ của nàng sẽ tin sao? Nhưng hắn không ngờ Phạm Ly lại tin. Phạm Ly liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu, nói. Ngươi có công bảo vệ chủ, ta thưởng phạt phân minh, thưởng cho ngươi 100 viên đá năng lượng cực phẩm này. Nói tay ngọc của nàng vung lên, 100 viên đá năng lượng cực phẩm đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp hơi ngẩn người ra, thật sự không hiểu nổi, tuy nhiên hắn đã nhanh chóng hiểu rõ, nữ nhân trước mắt này ngược lại rất thông minh, nàng làm như thế không phải là đang che giấu cho Phạm Mộng. Dù sao nếu như không có lý do hợp lý để giải thích cho chuyện đó, sẽ là một đòn chí mạng cho danh dự của Phạm Mộng. Lý Thanh Y liếc nhìn Phạm Ly, cười không nói gì. Mà vào lúc này, Phạm Ly lại đột nhiên lấy ra một cây roi, nói. Ta đã từng nói, ta thưởng phạt phân minh, có thưởng dĩ nhiên phải có phạt. Ngươi một mình trộm ngựa ra ngoài, không làm việc của gia nô, còn làm hại Tiểu Mộng thiếu chút nữa đã chết, ta phạt ngươi 100 roi. Nói xong, tay phải của nàng trực tiếp đánh lên. Vèo. Một tiếng xé gió vang lên trong không trung, tiếp theo, vút một tiếng, Dương Diệp không có việc gì, bởi vì Phạm Mộng đã chắn ở trước mặt của hắn. Một vết máu xuất hiện ở trên người Phạm Mộng. Tất cả mọi người ở đó đều ngây người, đặc biệt là Phạm Ly. Nàng không ngờ muội muội mình tự nhiên lại ngăn cản một roi của nàng vì gia nô xấu xí này, điều này làm cho đầu nàng tự nhiên trống rỗng. Dương Diệp ngẩn người, sau đó trong cơ thể hắn có một lệ khí đột nhiên dâng lên, hắn kéo Phạm Mộng ra phía sau, đang muốn nói chuyện, Phạm Mộng đã kéo hắn ra phía sau mình, sau đó nhìn về phía tỷ nàng, nói. Tỷ, hắn đã cứu ta, tỷ đừng làm khó hắn được không? Xem như ta cầu xin tỷ. Nhìn vết roi trước ngực của Phạm Mộng, Phạm Ly ngẩn người một lát, sau đó nàng hít sâu một hơi, nói. Chuyện này tạm thời dừng ở đây. Nói xong, nàng vội vàng lấy ra một viên đan dược cho Phạm Mộng ăn vào. Không ngờ là ứ huyết đan linh đan nhất phẩm. Nhìn thấy viên đan dược kia, trong mắt nam tử áo bào màu trắng lóe lên sự kinh ngạc. Phạm tiểu thư quả nhiên giàu có, ngay cả loại đan dược này cũng có. Trong mắt nam tử áo bào màu vàng cũng có vẻ kinh ngạc, đan dược này chính là vật hiếm có đối với bọn họ. Phải biết rằng, bất kỳ đan dược nào,
cho dù là phàm đan cấp thấp nhất cũng cực ít thấy trong Thiên Phong Thành. Bởi vì bên trong Thiên Phong Thành căn bản không có luyện đan sư. Cho nên, rất lâu rồi, cho dù người có tiền cũng không chắc sẽ mua được. Đan dược. Mắt của Dương Diệp đột nhiên sáng lên, mình có thể luyện đan mà. Vừa rồi hắn nhớ có vài loại đan dược có thể chữa trị kinh mạch, hơn nữa còn có thể kiếm tiền luyện đan. Bây giờ hắn đang cần rất nhiều đá năng lượng cực phẩm đấy. Nghĩ đến đây, Dương Diệp không nhịn được kích động. Chỉ là đan dược thôi, sao có thể lọt vào mắt của Lâm Huynh cùng Ngọc Huynh chứ? Phạm Ly kéo tay của Phạm Mộng, trong mắt có phần áy náy cùng đau lòng. Hai nam tử cười gượng, không nói gì. Lúc này, Lý Thanh Y bỗng nhiên nói. Nếu chuyện này đã giải quyết xong, vậy chúng ta cần mau chóng lên đường thôi. Tỷ, ta cũng muốn đi. Phạm Mộng vội vàng nói. Không được. Phạm Ly lập tức từ chối. Phạm tiểu thư, ta có câu này không biết có nên nói không? Lúc này, Lý Thanh Y bỗng nhiên nói. Phạm Ly liếc nhìn Lý Thanh Y, nói. Cứ nói đừng ngại. Lý Thanh Y khẽ gật đầu, nói. Lệnh muội có tư chất không tệ, nhưng chưa từng ra ngoài rèn luyện, hoàn toàn là đóa hoa trong nhà ấm, thành thật mà nói, điều này không có lợi với nàng. Thử nghĩ xem, một kiếm tu chưa trải qua cuộc chiến sinh tử, cho dù lĩnh ngộ kiếm ý thì có thể mạnh tới mức nào. Phạm Mộng khẽ gật đầu. Phạm Ly im lặng một lát, cũng khẽ gật đầu, xem như là đáp ứng. Phạm Mộng mừng rỡ, vội vàng ôm lấy Phạm Ly. Vậy hắn thì thế nào? Nam tử áo bào màu trắng chỉ vào Dương Diệp, nói. Ta sẽ rời đi. Dương Diệp vội vàng nói, bây giờ hắn đã có đá năng lượng cực phẩm, hắn cần mau chóng cắn nuốt năng lượng, sau đó khôi phục thực lực của mình, chỉ cần đạt được cảnh giới vương giả, cho dù ở vùng núi này hắn cũng có sức tự vệ. Không được. Người nói là Phạm Ly, chỉ thấy nàng khẽ nói. Người đi theo chúng ta đang cần người giúp đỡ. Mượn đao giết người. Trong lòng Dương Diệp thầm dùng mình, sâu trong đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Cho dù hắn không biết những người này muốn làm gì, nhưng không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một chuyện nguy hiểm. Nữ tử này dẫn theo một huyền giả cảnh giới phàm nhân như hắn, không phải là bảo hắn đi chịu chết sao? Nhặt được đồ giá trị, nâng cao thực lực. Một. Cứ như vậy, Dương Diệp theo mấy người lên đường. Đương nhiên, hắn không phải tự nguyện, nhưng hắn không được lựa chọn. Ai bảo lúc này nắm đấm của người ta lớn hơn. Tuy nhiên chẳng bao lâu, Dương Diệp từ không muốn biến thành đặc biệt vui lòng. Bởi vì dọc đường đi, mấy người Phạm Ly chém giết một ít yêu thú, nội đan đều vào trong túi của hắn. Đương nhiên đó chủ yếu là vì đẳng cấp của những yêu thú này quá thấp, mấy người Phạm Ly căn bản chướng mắt, bởi vậy hắn mới chiếm được lợi. Những nội đan không có tác dụng gì với Phạm Ly đám người, nhưng lại có tác dụng rất lớn với Dương Diệp lúc này. Ban đầu hắn cho rằng hơn 1000 đá năng lượng cực phẩm có thể làm hắn thăng cấp đến cảnh giới vương giả, nhưng cuối cùng hắn phát hiện, trên đường đi tới, hắn len lén cắn nuốt hơn 500 đá năng lượng cực phẩm cũng chỉ vừa vặn đạt được cảnh giới tiên thiên hạ phẩm mà thôi. Hơn 500 viên đá năng lượng cực phẩm còn lại có thể làm cho hắn đạt được cảnh giới tiên thiên trung phẩm hay không, cũng là một câu hỏi rất lớn. Cũng may trên đường đi tới hắn thu hoạch được rất nhiều nội đan của yêu thú. Điều này làm cho hắn có thêm vài phần tự tin. Chỉ cần đạt được cảnh giới vương giả, khi đó hắn có thể có thực lực tự bảo vệ mình, sau đó rời khỏi Thiên Phong Thành đi tìm đám người Vũ Tịch. Về phần này Phạm Ly, thành thật mà nói, mặc dù đối phương đã nhiều lần nhằm vào hắn, nhưng hắn căn bản không để ý tới đối phương. Nói kiêu ngạo một chút, đối phương căn bản không xứng làm kẻ địch của Dương Diệp, chỉ là một nữ nhân tự cho mình đúng mà thôi. Đây không phải là tự cao tự đại. Mà là sự thật. Cho dù hắn với Phạm Ly chênh lệch hai cấp lớn, nhưng hắn có tự tin, chỉ cần đạt được cảnh giới vương giả, hắn muốn giết đối phương rất dễ dàng, chẳng khác nào thò tay vào túi lấy đồ. Không biết tại sao, đám người Phạm Ly không cưỡi khí bay đi, mà đi bộ. Mấy người Phạm Ly đi ở phía trước, Dương Diệp chậm rãi theo phía sau, chỉ cần mấy người giết yêu thú, Dương Diệp sẽ lập tức đi rạch bụng lấy nội đan. Ly tiểu thư. Đại tớ nhà tiểu thư thật thông minh, nếu như lần này hắn có thể còn sống trở về, muốn làm tiểu phú ông cũng không thành vấn đề. Nam tử áo bào màu trắng liếc nhìn Dương Diệp ở phía sau nhặt nội đan, cười nhạt nói, khóe mắt không che giấu sự châm chọc. Này nam tử áo bào màu vàng cũng nói. Nhân vật nhỏ vẫn là nhân vật nhỏ, bởi vì bọn họ tình nguyện làm kẻ bình thường, không có ý chí tiến thủ,
khi lấy được một ít vật nhỏ đã đắc chí, không biết thứ bọn họ lấy được thậm chí không bằng rác rưởi ở trong mắt người khác, đúng là đáng buồn. Ngọc Lang huynh nói rất đúng. Nam tử áo bào màu trắng nhìn Dương Diệp cười nói. Ta quan sát hắn chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng vẫn còn là cảnh giới phàm nhân, ha ha, người hầu Đổ Bô trong nhà ta còn mạnh hơn hắn. Con người, cho dù cơ duyên rất quan trọng, nhưng bản thân cố gắng còn quan trọng hơn. Lâm Ninh ta chỉ là một tán tu, không dựa vào bất kỳ kẻ nào, cũng không thu được truyền thừa gì mạnh mẽ, còn không phải đạt được cảnh giới tôn giả sao. Nói xong, khóe mắt của nam tử áo bào màu trắng liếc nhìn Lý Thanh Y cùng Phạm Ly. Điều làm cho hắn thất vọng là hai nàng không có phản ứng gì với lời hắn nói, ngược lại Phạm Mộng đang căm tức nhìn hai người bọn họ. Bị mất mặt, Lâm Ninh cùng Ngọc Lang này cũng không nói thừa nữa. Chỉ có điều khi hắn nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt có phần lạnh lẽo. Dương Diệp tất nhiên nghe được lời hai người nói, tuy nhiên hắn xem như không nghe thấy, vẫn lấy nội đan của yêu thú. Sau khi cắn nuốt 500 đá năng lượng cực phẩm còn lại cùng một ít nội đan của yêu thú, lúc này hắn đã đạt được cảnh giới tiên thiên nhị phẩm. Vì hắn cố ý che giấu nên mấy người Phạm Ly đều không nhìn ra. Trong lúc đó, Phạm Mộng có mấy lần muốn đi tìm Dương Diệp, nhưng đều bị Phạm Ly ngăn cản. Điều này làm cho Phạm Mộng đi đường đều mím môi tức giận. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên dừng lại và nhìn lướt qua xung quanh. Hắn nhíu mày, cũng đúng lúc này, Lý Thanh Y cũng đột nhiên ngừng lại, liếc mắt nhìn xung quanh. Mọi người cẩn thận, ở đây chắc là lãnh địa của Bạch Viên tộc, những Bạch Viên kia đều ở chung với nhau, chúng ta đi nhanh, không nên kinh động tới bọn họ. Nghe thấy Lý Thanh Y nói vậy, mấy người Phạm Ly khẽ gật đầu, sau đó tăng nhanh tốc độ, Dương Diệp không ngừng tụt lại phía sau. Hành động của hắn không tránh được ánh mắt của đám người Phạm Ly di chuyển tới trước mặt của hắn, lạnh lùng nói. Ngươi làm gì vậy? Ta sợ, ngươi, các ngươi cứ đi đi. Để chứng minh hắn thật sự sợ hãi, cơ thể Dương Diệp bắt đầu run rẩy, trong mắt còn hiện ra vẻ hoảng sợ. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, trong mắt Phạm Ly lóe lên sự chán ghét, Lý Thanh Y thì nhíu mày. Về phần Lý Ninh cùng Ngọc Lang lại nở nụ cười châm chọc. Phạm Mộng đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng vừa muốn nói, nhưng bị Phạm Ly kéo sang bên, Phạm Ly trừng mắt với Phạm Mộng, nói. Cách hắn xa một chút. Phạm Mộng bĩu môi nhưng không dám làm trái ý Phạm Ly, chỉ có thể đứng ở phía xa nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi sợ cái gì? Sợ chết. Dương Diệp hoàn toàn không do dự đáp lại. Ha ha. Lý Ninh đột nhiên nở nụ cười, hắn chỉ vào Dương Diệp nói. Phạm tiểu thư, đại tớ nhà tiểu thư thật sự rất thú vị. Làm bằng hữu, Phạm tiểu thư, ta nhất định phải nói một câu, gia nô này thật sự quá mất mặt, còn không bằng một kiếm giết chết thì thỏa đáng hơn, để tránh hắn làm hỏng danh tiếng của Phạm gia. Vẻ mặt Phạm Ly có chút khó coi và muốn ra tay, nhưng Phạm Mộng đứng ở trước mặt Dương Diệp, sau đó nói. Tỷ, Dương Diệp nói có nguy hiểm, vậy khẳng định à có nguy hiểm, nếu không, chúng ta đừng đi nữa. Câm miệng. Phạm Ly bỗng nhiên quát lớn. Muội còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Bị Phạm Ly quát như thế, Phạm Mộng lập tức thấy oan ức, đôi mắt đỏ hoe. Ta mất mặt gì chứ? Dương Diệp hắn sẽ không nói lung tung. Muội. Phạm Ly giơ tay lên thiếu chút nữa thì tát xuống, nhưng khi thấy vết roi trước ngực của Phạm Mộng, nàng đành nhịn xuống, chẳng qua vẫn còn tức giận, ngực không ngừng phập phồng kịch liệt. Lúc này, Lý Thanh Y đi tới. Phần lớn bộ tộc Bạch Viên cũng chỉ là vương cấp, rất ít khi xuất hiện tôn cấp. Chẳng qua bọn chúng đều là động vật sống thành đàn, một khi bị bọn chúng bao vây thì có chút phiền phức, nhưng còn xa mới có thể tạo thành uy hiếp đối với chúng ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 65.